sáng nay đi xem anh nhá. Hello mọi người. Cái gì là thả thính siêu phẩm đầu lai? Tối làm trông cũng xinh không anh ạ? À? Buổi chiều lại xấu đúng không? Buổi tối lại xinh đúng không? Phải lâu lắm rồi mới có mới thu thập được một kiện gọi là dạ một lớp mọi người ạ. Mà cái giá nó kiểu như là nó tốt ấy. Nhưng mà bình thường thì nhiều lắm. Em vào luôn nhé, cái giá của em phụ kiện này là bằng giá người ta sale 50% luôn. Thế nên là ai nhanh thì còn, chậm thì hết nhé. Cái chị đang mặc size M thôi. Cái chị đang mặc thì size M nhưng M, L đều mặc đẹp. Giá của em phụ kiện chỉ bằng 50 sale 50% cho anh với nhà. Tắt cái nhạc đi. Thế lên nhá là mọi người nhá. Nay có hơi hơi tối đúng không nhỉ? Tối. Mọi người thấy tối không? Có bị mất cái ánh đèn không nhỉ? Thế lên à, vui lòng không mặc cả nhá. Mua thì chốt mã thôi. Dòng này nó là dòng hiếm ấy mọi người, lâu lâu rồi phải 2-3 tháng nay em mới về được một kiện ấy. Bởi vì sao, nếu mà với cái giá 1,2 triệu 1,6 triệu thì nhiều lắm, em gọi một phát là đầy đầy nhà. Nhưng mà nếu với cái giá mà 600-700 thì chắc chắn là không có mọi người, chắc chắn là không có luôn đấy. Thế nên là mọi người săn đi nhá, không sau hôm nay là cũng không còn, không có đâu, sau này không có dòng này đâu. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền ạ. Ok, nhớ là nghe rõ size chốt chắc cho em nhé. Nghe rõ size chốt chắc cho em nhé. Cái này nếu mọi người chuyển khoản được thì tốt. Đi hàng cho nhanh. Còn hôm nay có mấy con dạ kẻ. Lần trước em không có thấy xuất hiện dạ kẻ. Nhưng lần này lại xuất hiện khá là nhiều dạ kẻ đẹp. Khá nhiều dạ kẻ đẹp. Chất dạ lần này nó khá là dày nhá. Khá là dày. Em đã từng sờ ngày trước. Em đã từng xem hàng format rồi mọi người, không phải vào xem đâu, mà là em hôm đấy em đến nhà chị, bạn nhà chị em, bạn của em, chị ấy làm giặt là. Thế là hôm đấy ông một ông ấy format đấy, ông ấy mang 10 cái dạ một lớp đến, bởi vì là cái dạ của format ấy em sờ cái mặt dạ nó y xì, cái lông nó cũng hơi dài dài một chút, y xì như này luôn, chứ không phải là lông ngắn đâu nhé. Lông của format nó cũng hơi dài dài một chút, nó có mùi đó, cái dạ dạ lông cừu của nó tự nhiên có mùi ấy đó, kiểu như là không khử hết ấy mọi người ạ. Thế là ông ấy phải mang đi giặt là lại, thì ông bảo là ông ấy trả là 200.000 một con giặt là đấy, là chị ấy giặt cho làm sao cho đảm bảo hết mùi. Thì chị bảo ok 200.000, chị giặt thử 10 con, vì ông ấy bảo ông có 100 con đang bị gọi là sao nhỉ, bị cái mùi như thế. Mà em sờ thử cái phong format em nhìn trên tag của nó là 8,9 triệu mọi người ạ, không hề rẻ một tí nào luôn. Chị bảo là đây chị sẽ giặt cho mày xem, sờ cái chất dạ nó cũng dài 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 dài, dài như này, này mọi người này, nó không phải chất như dạng ngắn đâu. Em đang mặc có bán đấy chị nhá. Đấy, chất dạ cũng kiểu lông lông nó cũng dài dài mà sờ nó khá là dày dặn và mềm. Tí nữa có con nào đây này, chất lông của nó cũng như này này, này. Chất lông của nó cũng như này này. Đó, nhưng mà đôi khi mọi người mua đấy còn không ưng bằng hàng này đâu. Với hàng si này chất nó rất là xịn luôn. Chất nó rất là xịn luôn này. Những con này em đảm bảo với mọi người luôn. Đảm bảo với mọi người luôn là cái mức giá em để ra cho mọi người là không phải suy nghĩ luôn. Ok. Anh xong xong chưa? Rồi một con như này này. Cứ thẳng tay một chốt cho em. Thẳng tay một chốt cho em. Đẹp vãi chưởng luôn. Có đây đây. Ok. Con hồng đó bao nhiêu ạ? Con hồng đó giá cũng không có rẻ đâu, nhưng mà nó cũng gọi là thường là rẻ so với mặt bằng chung thôi, mọi người hay lấy. Yên tâm, giá nó sẽ dao động tầm 700.000 quay đầu. Hồng như tiên. Hồng bao nhiêu ạ? Áo hồng giá 600 ạ.
Ok, bắt đầu like luôn nhé mọi nhá. Em bắt đầu like luôn nhá. Con kẻ của em đang mặc là size M thôi, nhưng các chị có cân nặng tầm 56 57 cân quay đầu là ok. 48 đến 56 57 cân nhá. Con này toàn bộ là dạ lông cừu hết, em sẽ không phải đọc mác nhá. Về mác mọi người tự tra được, trong mác là có đầy đủ thông tin hết. Trong mác có đầy đủ thông tin về chất liệu lông cừu như nào luôn. Đó. Em này mức giá của nó 650.000 nhá mọi người nhá. 650.000 giá như là sale off 50% so với hàng xi nhà khác thôi. Và là nó như là sale off 90% so với 90% so với giá hàng mới nhá mọi người nhá. Như là sale off 90% so với giá hàng mới luôn. Em này là 650 nhá chị nhá, size M cho em này. Chị à lấy cho du em mã số là 543. 543 cho em. Đây chị à hỏi con này này, chất dạ có đẹp lắm. 543 cho em. 543 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp theo em này 95% của lông cừu, mác cũng đánh là size M luôn, mác cũng đánh là size M luôn. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 54 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. 543 cho chị ăn quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Ui mỹ mãn luôn các bà ơi. 650 mã số là 500. 650 mã số 500. 650 mã 500. Tiếp theo này, con màu hồng này thì mắc pink đẹp luôn ạ. Màu hồng này thì mắc đẹp luôn. Họa tiết của nó là kẻ nhá mọi người nhá. Mác ở đánh là size S cho em nhá mọi người nhá. Mác ở đánh là size S cho em. Ô, mọi người xem giúp em với. Mã 500 chốt cho chị Nguyễn Thành ạ. S và M mặc đẹp cho em nhá. Chất đẹp mỹ mãn luôn mọi người ơi. Những con này bình thường mọi người một phát là 1.2-1.5 triệu luôn. Em này em lấy mọi người mức giá là 600 nhá mọi người nhá. 600.000. Mã số là 566. 600 mã 566. Các chị nào size to này lấy con này đi này. Con kẻ ít lắm ấy. Kẻ siêu ít luôn ấy. Đó, con này size to cho em nhá. Tỷ lệ lông cừu của nó là 100% luôn mọi người ạ. Tỷ lệ lông cừu là 100% luôn. Cái này các chị có cân nặng 60-65 cân như em trở lên là mặc đẹp này. Mã 566 cho chị Lan Nguyễn. 60-65 cân họa tiết kẻ cho em nhá. Những con này thì rất là hiếm luôn. Mức giá 650 là mức giá không tưởng đấy mọi người ạ. Mã số em này là 542 650. 542 giá 650. Đẹp chưa này. 542 giá 650 cho em. Đây. Như em này là 65% lông cừu cho em nhé. Mác đánh là size S cho em. Toàn dạng lông cừu hết mà. Size S cho mọi người nhé. Em này là có cân nặng dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhé. 43 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhé. 43 đến 50 cân. 43 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhé. Mọi người cứ chốt mã thôi. Mức giá em này là 650 nhé. Mã là 501. 650 mã 501 cho em nhé. 650 mã 501 cho em. Đó, đây là chị có thể lấy con kẻ kia kìa, 60-65 cân mặc đẹp luôn. Ngắn ngắn cho em nhé, mác của đánh là size S thôi. Chị Châu nặng là 60 cân ạ. Mác của đánh là size S thôi nhé các bạn nhé. Mã 501 cho là chị Hồng Linh ạ. Con kẻ đấy thì quá đẹp luôn. Các chị size to không chốt thì chịu luôn đấy. Em này mác đánh size S thôi nhá mọi người nhá. Dưới 52 cân mặc đẹp cho em này. 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em, dáng ngắn cho em nhá. Dáng ngắn cho em, chất lông cừu của nó sướng cực luôn. Em này em lấy mọi người mức giá 550, mã là 499. Đây lại chị lại mặc lại con đấy nhá. Chất nó đẹp lắm. Này những cái dạng lông dài như này mọi người lấy đi. Họa tiết kẻ của nó rất đẹp luôn. Màu tây nữa, size này các chị 60-65 cân nhá. Các bà 60-65 cân. Chưa vào sao ấy. Thế này 60-65 cân mặc đẹp cho em nhá. Cái dạng đẹp lắm. Thông thường thì đa phần là không dặn. Cái dòng này nếu đa phần là không dặn. Quay đầu dặn em bảo nhá. 60-65 cân nhá. 650 mã là 542. 650 mã 542 cho em đẹp cực. Cái chất dạng của nó này. Mẫu cao 1m65 nặng 60 cân ạ. Em nặng 60 cân ạ. Cao 1m6 nhá. À cao 1m65 nặng 60 cân. Ngáo quá. Đây, con màu hồng này đẹp quá, màu pastel cho em nhé mọi người nhá. Màu pastel cho em này. 53 cân vừa không? Con kẻ 53 cân không vừa, con đấy phải size L cho em. 53 cân không vừa, bên trong nó lót này. Nhìn này. 100% lông cừu nhé, mác đánh size S rồi. Em cũng không biết đâu chị Triệu Xuân ạ, bởi vì là lâu này mở khá là lâu rồi. Con mặc dáng quá mông thôi không chị? Có đấy. Em này các chị size S cho em này, 45 đến 50 cân mặc xinh cho em nhá. À, chất dạ lông cừu nó xịn lắm, đợt lô này á.
cái lông của nó mượt và mịn dã man luôn. Mọi người cầm chắc chắn là mọi người thích luôn. Em này size S cho em nhá, dưới 50 cân mặt xinh cho em nhá. 600. Mã số là 563. 600k mã 563 cho em. Một kem mà em chẳng biết một kem nó làm ở chỗ nào luôn các bà ơi. Khó quá à. 600k mã 563 cho em. Không biết một kem đâu. Em có thấy chị Trà Thu Hà cứ lên bừa nhá mọi nhá. Không biết ở đâu cứ lên bừa cho em. Mã 563 cho được chị Thu Hoa. Con này nó không ghi chỉ số gì. À đây, có 70% của nó lông cừu đây rồi mọi người. Bảy mươi phần trăm của nó lông cừu nhá, họa tiết của nó kẻ như này này. Em này là dành cho các chị size M 48 cho đến 55 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá em này là 500 ạ, mã số là 599. 500.000 mã 599 cho em. 500k mã 599 cho em. Mà em kẻ tiếp này, không đẹp không lấy tiền. Không đẹp không lấy tiền luôn, mắc đánh áp size nhỏ cho em nhá. 80, tỷ lệ lông cừu là 80%. Size S thôi mọi người nhé. Em này, đây size S này các chị này, họa tiết kẻ nhá, dưới 50 cân là mặc đẹp cho em. 50 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá. 50 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá. Kẻ này hiếm lắm. Mức giá em này là 650, dưới 50 cân mã là 555. Dưới 60 cân mã số em này là 555 cho em. Mấy lông cừu rất xịn luôn này, lông cừu này hai mặt luôn nhá mọi người. Có đai luôn mọi người ạ. Xịn quá. Hai mặt luôn nhá mọi người nhá, nhưng mà nó làm liền ấy, nhưng mọi người mặc bên ngoài thôi. Mã 555 chốt cho chị đai. Hướng ạ. Đai mọi người thả suông rất đẹp luôn ạ. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân mặc đẹp. Chân lông cừu của nó phê lắm luôn. Đây mọi người nào. Chất lông cừu của nó phê lắm luôn. Con này quá là độc luôn, chỉ xuất hiện thôi mọi người nhận được rất sướng luôn, em bảo thật đấy. Giá trị nó chỉ bằng như sale hoặc 90% với hàng mới luôn ạ. Em này các chị có cân nặng size M cho em nhé, dưới 55 cân cho em này. 650 mã là 550. 650 mã 550. Ui. Em vơ được con nào lên đấy nhá. Em lấy được con nào lên con đấy nhá. Em này dáng dài siêu đẹp luôn. Hàng của nó là hàng lông cừu khâu tay luôn nhá, hàng làm bằng handmade luôn đấy. Size M. Size M nhỏ ấy. Em mờ nhỏ thôi. Xinh ra dáng váy nhá mọi người nhá. Ra dáng váy cho em nhá, size mờ nhỏ cho em này. Cái mức giá đùa chứ. Chẳng nhẽ mình lại bán giá cao lên. Bán xong sốt cả ruột luôn đấy. Có con nào các bà không chốt là tôi sốt ruột lắm. Bởi vì sao tôi bán quá rẻ. Em này các chị có cân nặng 47 cho em 53 cân mặc đẹp cho em nhá. 47 đến 53 cân mặc đẹp cho em này. Nhìn cái chất mặt dạng của nó đẹp mỹ mãn luôn. Chỗ này của nó là dạ handmade khâu tay cho em nhé mọi người nhé. Nó là hàng khâu tay cho em. Em này dưới 53 cân như em mặc là chật này. Các chị nào nhỏ hơn là mặc ok luôn. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 650 mã số em này là 546. 650 mã 546 cho em nhé. 650 mã 546. Ui. Không thể nào mà nghĩ được. Chất đẹp cực phẩm luôn ấy. Eo ơi. Mỹ mãn cuộc đời chưa? 90% của lông cừu size M cho em nhá. 90% của lông cừu size M cho em. Size M nhá mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 50 đến 55 cân. 50 đến 55 cân mặc đẹp cho em nhá. 546 kìa em. Phải ban kết lên. Mã 546 cho là chị Đỗ Thị Hồng ạ. 50 đến 55 cân mặc đẹp cho em nhé. Chiều nay Thanh đã bị mắng một trận thì cũng không phải ban kết rồi. Em này em lấy mọi người mức giá là 650 nhá. Mã là 570 này. Nhìn tiểu thư đó. 650 mã 570. 650 mã số 570. Ui. Mít màu luôn đấy mọi người nhá. Con này thì mắc đẹp luôn. Mác nó to bằng bàn tay các bạn. Mác đánh ra size nhỏ thôi. Lông cừu mã 570 cho chị Mừng Vũ ạ. Đẹp lắm luôn. Cái con này này. Mác ở đánh ra size S thôi nhá mọi người nhá.
Nhưng con này phải dành người Việt Nam mình phải size M ấy mà ok. 50 đến 55 cân mặc đẹp cho em ạ, không đẹp không lấy tiền. Chất chất của nó mang lại cảm giác sang trọng ấy mọi người, mặc lên cảm giác tự nhiên tôn cái người lên. Em này các chị 50 đến 55 cân nhé mọi người nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 650. Mã số em này là 581. 650, mã số là 581 cho em. 650 mã 581. Mấy em dáng ngắn nhé mọi người nhá. Mãi về được một lô size S thôi và tỷ lệ lông kiểu của nó là 100% mọi người nhá. Mặc lên êm cực kỳ luôn, mặc lên thích lắm mọi người ạ. Size S thôi ạ, 40 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhá, 40 đến 50 cân dáng ngắn cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 500, mã số là 579. 500k, mã số 579 cho em. Màu mận cho em này, khâu tay luôn nhá mọi người nhá. Màu mận và khâu tay luôn. Em này dành cho chị size M mặc đẹp cho em nhá, 48 đến 55 cân này. Mã 579 cho là chị mới. Anh Nguyễn ạ. Em này mức giá 650 nhá. Cái này, mọi người nhìn cái chất lông kiểu nó này. Đẹp cực kỳ luôn ấy. Dưới 55 cân, size M cho em nhá. Mã số em này là 580, 650. Mẫu cao 1m65 nặng 60 cân ạ. 580 mức giá của nó là 650. Ngắn cho em này. Đó, lông kiểu là 65%, mắc là nha, size S cho em, dần ngắn hết rồi. Mã 580 cho là chị Eli Phạm ạ. Em này cần dành cho chị dưới 52 cân mặc đẹp cho em nhé. 45 cho đến 52 cân mặc đẹp cho em, dần ngắn nhé. 45 đến 52 cân nhé. Mức giá của em này là 600 nghìn nhé. Mã số em này là 586. 586 cho em nhé. Ôi nhiều con kẻ đẹp mỹ mã luôn. Cái này cũng có đai ấy. Màu của nó là tông màu pastel nhẹ nhẹ nhé. Lông kiều 100% luôn ạ. Sở chất mã 586 cho là chị Thương Nguyễn ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 47 cho đến 53 cân thôi nhá. 47 53 cân mặc đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó 650. Mã số là 590, chất đẹp lắm. 650, mã là 590. Anh nhắn tin em đang làm giờ làm. Sao ép cho em ạ? Lông kiều. Hàng của Australia luôn á. Lông kiều lấy từ Australia mọi người ạ. Số này luôn ạ. Size S thôi mọi người nhá. Mã 590 cho là chị Anh Nguyễn. Con này mác của đánh là size S, nhưng con này phải dành cho các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 57 cân hoặc vừa, không thì sẽ bị rộng. 53 đến 57 cân mọi người nhá. Chất lông kiểu của xịn lắm, lực tới từ Australia luôn. Em này 550, mã là 595. 500 em có lấy chị Đào Phương ạ. Mã 595 cho em. Ui, mẹ ơi. Ui mẹ ơi. Thì lại lông kiều 100% luôn mọi người ạ. Màu be cho em nhá. Viền. Mã 595 cho là chị em bông ạ. Viền nó còn đính luôn á. Tính mỹ mãn luôn các bà nha. Mỹ mãn luôn này. Đai của nó mọi người nhìn không? Nhìn này, từng cái gấu của nó chỗ này này. Nó còn đính đinh luôn này, dập đinh luôn này. Mặt trong này. Chị em bông đi bác, không tin luôn đi chị ơi. Đẹp đấy. Em này chỉ size M là mặc đẹp thôi. Size M mặc đẹp nhá, mức giá em này sẽ cao hơn một chút này. Em này mức giá của nó là 700. Mã số em này là 448. Hơn cả 50.000. Trời ơi. Hơn 50.000 thôi các bạn ơi. Mã 448 cho em. Một em hàng xịn tiếp nhá. Ngắn kẻ. Đấy, có lông kiều. Nói chung là toàn bộ cái này là lông mặc định là lông kiều hết nhé, em phải đọc mát cho mọi người được không? Mã 448 cho là chị Nguyễn Thùy Linh. Mặc định là lông kiều hết nhé, mát em này là đánh size S nhưng mà sẽ phải to hơn. Việt Nam mình phải 50-55 cân để mặc đẹp. Việt Nam mình phải 50-55 cân để mặc đẹp. Thì sở nó êm, nó dịu, kinh khủng luôn. Shop nhắn tin gửi hàng là đi hàng rồi đúng không ạ? Nếu mà có câu là shop đã bắt đầu ship đơn hàng các chị, điện đơn hàng đi rồi.
Em này là size M. Mắc đánh size S nhưng size M của Việt Nam mình là mặc đẹp nhé. Em này em lấy mọi người mức giá là 550. Mã số là 553. 550. Mã số em này là 553. Đi nhé, em màu vàng nhé mọi người nhé. Mặc định nó là lông cừu hết nhé. Dáng này lỡ lỡ rồi. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân mặc đẹp cho em nhé. 55 đến 60 cân mặc đẹp cho em này. Nhìn cái mặt dạ của nó này. Ôi, dã man chưa. 55 đến 60 cân nhé mọi người nhé. Em này em lấy mọi người mức giá là 650. Mã là 545. 650, mã 545 cho em. Đẹp thật sự luôn á. 650, mã 545. Ui, chết rồi. Nó có một con màu vàng, có một con màu vàng khác đẹp hơn. Con màu vàng này còn đẹp hơn. Tôi không làm theo ý của các bạn đâu nhá. Có ra dáng váy đây. Nó có bản thân bản gốc của nó là con này xịn đấy. Bên trong có lót luôn này. Điên à. Ông ơi. Phá à. Con này là giặt khô. Giặt ướt thì nó mắng cho rồi ấy. Còn bảo giặt máy. Em ơi các bà ơi là của bèn là tại người tiền triệu cứ làm như là kiểu vứt lém tiền qua cửa sổ ấy. Nó hỏi câu đấy không bán cho nữa. Đi vào nhà khác người ta mắng cho. Ui con này nó bị. Cái này là phải giặt khô nhá. Bó chiếu luôn này. Em dạ ngắn màu đen này mọi người. Dạ ngắn màu đen cho em nhé. Ừ chị nhìn thấy rồi. Em này chỉ dành cho chị size S thôi. 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhé. Cái khuy nó đóng đây này. 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhé. Em này em lấy xem lại cái gì ấy. Em này lấy 550.000 nhé mọi người nhé. Mã là 401. Thôi câu đấy là muốn mắng cho rồi ấy chứ. Em này 55-60 cân để size L mà bê. Chút gì nữa. Hàng này các bà mà ấy. Bà mà giặt nước mà hỏng quay lại đèn tôi không ấy đâu. Co cái này lông cừu thật ra mọi người giặt nước nó co vào nó cứng đanh luôn ấy. Không nào có cái nào mà ví dụ tương tự thế em bảo mọi người. 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân mặc đẹp xem nhá. Và bị áp màu ạ. Cho là chị Đào Phương ạ. Em này mức giá của nó 650.000 mã là 545. Không biết là phải hỏi nhá. 545 xem. Cái này đẹp quá này, quy của này. Đó, con này giá nó là đắt thì nó lại phải chăm sóc nữa. 100% lông cừu cho anh nhá. Giá nó đã đắt rồi lại phải chăm sóc ổ con này sợ. Mặc lên êm như là mông em bé luôn các bạn ạ. Bình thường mọi người cứ sợ dặm nhưng không đâu. Con này không dặm đâu, bộ khuy khóa đây. Đẹp luôn. Đúng rồi. Em này dành cho chị size M cho em nhá. 50-55 cân này. Giá đẹp quá, màu đẹp luôn. Cái chất liệu rất đẹp luôn nhá mọi người nhá. Chất liệu nó đẹp lắm, sờ vào nó mềm, nó êm. Mọi người nhìn qua thì mọi người chỉ thấy nó giống nhau thôi nhưng mà phải chạm vào. Bị lộn bàn đi châu à? Tí nữa, cuối like nhá. Em này các chị có cân nặng size M mặc đẹp cho em nhá. 650 này, mã là 513. 650, mã số là 513 cho em. Ui con đỏ này đẹp thế. Ui mọi người nhìn này. Đi mã luôn. Con đỏ này mắc đánh em size S nhá. Lông cừu cũng là 100% luôn. Em ơi, cầm cái dạ sờ nó mềm tay kinh khủng luôn. Mã 513 chốt cho chị Bạch Dương ạ. Nó mềm tay lắm luôn ý. Mắc đánh em size S nhưng cái này size M mặc đẹp cho em nhá. Size M mặc xinh dáng tiểu thư lắm. Màu đỏ lại còn càng hiếm chứ. Size M mặc xinh cho em nhá. Dưới 53 cân thôi, 47-53 cân mặc đẹp cho em. Màu đỏ hiếm lắm. 650 nhá, mã số là 415. 650, mã 415 cho em. Ui con này là dạ kẻ cho em nhá mọi người nhá. Tiếp kẻ cho em nhá, kẻ màu nâu. Tiểu tư này, những con mà cổ như này mọi người lấy đi này, tiểu tư lắm. Size M mặc đẹp cho em nhá. Size M mặc đẹp. Mã 415 chốt cho chị Nguyễn Hương ạ. Rất dạ kẻ cho em nhá. Em này các chị có cân nặng size M dưới 55 cân nhá, 650, mã là 416. 650, mã 416.
mỗi lần mất mấy chục nghìn. Yên tâm là à, chị mua mấy ra nuôi vợ đẹp cũng phải cho tiền đi mua quần áo mà, mình mua quần áo đẹp cũng phải nuôi nó chứ. Mua máy giặt khô vậy được. Có cúc dự phòng luôn nhá. Có cúc dự phòng luôn. Mọi người có thể mua máy giặt khô tại nhà được. Nó mỗi lần nó giặt được khoảng 5 bộ thôi. 5 cái móc ấy. Mã 416 cho chị Hà Trần ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 47. Có tiền luôn các bạn ơi. Có tiền luôn. Thôi để kỷ niệm cho các chị nhá. Tiền thật đấy, không phải tiền đùa đâu. Em này các chị có cân nặng 57-63 cân, mặc đẹp cho em nhé. 57-63 cân này, chất dạ nó sờ vào nó êm lắm. Mọi người cứ lấy những con này mà xem, sờ êm cực kỳ luôn mà mặc nó sướng lắm. Em này 650 nhá, mã là 452 cho một cái tiền đấy. 452 cứ có lông kiều là giặt khô. Ở trong cái tác này này, thông thường nó có giặt khô, giặt ướt là nó có mà. Chịu đọc gì mà nhiều lúc đọc. Mã 452 cho là chị Nguyễn Thảo Mây ạ. Có đai nhá mọi người nhá. Cứ có lông kiều đi giặt như cái dạ hôm qua đã phải giặt khô đấy. Mà là giặt ướt hỏng. Hỏng lại bảo tôi chết. Ừ xong bảo em ơi bán cái kiểu gì. Ừ bán hàng chẳng có tâm gì. Giặt khô á, chị đang đang hiện với em có biết đâu. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân cho em nhá. À, dạ ngắn cho em này. 50-55 cân mặc đẹp cho em. 50-55 cân nhá mọi người nhá. Em này em lấy một người mức giá là 550. Mã số là 573, dáng ngắn nhá. 550 mà 573. Đây mà em màu xanh của vịt này, màu này thì gọi là hiếm vô cùng luôn. Cứ mặc định tỷ lệ nó lông kiều lên cho em thì xem mát xem size gì thôi. Lông kiều màu xanh cổ vịt cho em nhá. Các bà size S rồi. Size S rồi. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Màu xanh cổ vịt ra dáng như váy luôn mọi người, đẹp mỹ mãn luôn. Sờ cái chất cầm một chất chắn cổ vịt. Chốt là chị Phương Quất ạ. Em này các chị size S cho em nhá. 45-50 cân mặc đẹp cho em ạ. Dáng xinh lắm. Xinh sang yêu. Cái dạ của nó này, nó nhẹ và nó rất ấm. Nó giữ nhiệt tốt ý mọi người ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 650, mã là 446. 650, mã 446 cho em. Con kẻ này thì mắt đẹp luôn. Kẻ này thì mắt đẹp luôn các bạn. Có con kẻ nào phải chút hết. Vì sao? Không có kẻ đâu. Các nhà khác mọi người thử thấy xem, ít kẻ vô cùng luôn. Nhưng em này mắc đánh size S này, lông kiều cũng 100%. Màu ưng lại bé. Em xem có con cổ vịt nào nữa. Chắc là không đâu chị ạ. Lông mà phao lông vũ giặt tay được. À lông phao lông vũ giặt thoải mái. Phao lông vũ người ta hả? Chắc là chị Hà Bùi ạ. Phao lông vũ em sẽ hướng dẫn cho mọi người nhá. Mọi người cứ giặt, nếu không có điều kiện phao lông vũ ấy, mọi người cứ giặt ở nhà bình thường. Xong mọi người mang đi phơi thì lông nó sẽ sệt đấy. Khi lông khô ấy, mọi người lấy hai cái tay vỗ. Nó tự bung ra thôi. 50-55 cân nhá. Size M của Việt Nam mình mà ok. Size S mà hơi rộng. Em này em lấy mọi người 550, mã số là 491. 550, mã 491 cho em. Màu xanh tím than, size M cho em. Chất dạ của nó đúng là mỹ mãn cuộc đời. Lô này đẹp nhất từ trước đến nay em lấy. So với cái mức giá này. Còn mọi người đừng so với mã 491 cho là chị Nguyễn Thu Trang ạ. Size M cho em nhé. Đừng so với hàng mới. Em này các chị 47-53 cân mặc đẹp cho em nhá. Hàng cúc cho em này, dài đẹp luôn. Size M cho em nhá. Em này 650, mã là 494, chất cực đẹp luôn. Mã 494 cho em. 494 cho em. Ôi giời ơi. Mắc còn con này còn đánh size S đây này. Mọi người biết vì sao không? Vì sao mà cứ con size S mà nhiều to này không? Con này có đai nhá mọi người nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là ở bình thường ở các nước lạnh ấy, họ phải mặc cái này, xong bên trong họ đều mặc thêm ấy. Mặc thêm ví dụ vest hoặc blazer xong họ khoảng cái này ra ngoài. Họ đặt đóng đai ấy. Cái này có đai luôn nhá mọi người nhá. Đẹp thế. Em này màu đen nhá mọi người nhá. Size M cho em này. Màu đen này khá là quá là hiếm luôn. Size M mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá.
Có hạt kẻ thôi ơi. Size M mặc đẹp cho em nhé, dưới 53 cân thôi. 46, 47 trên 53 cân mặc đẹp cho em nhé. 650 có đai luôn ạ. Mã số em này là 414. 650 mã 414 cho em nhé. Em ơi xinh thế. Chất đẹp lắm ý. Nhiều chị có đi mua về bán đấy. Mọi người không, mọi người mua lẻ không nhanh à. Các chị mua buôn, các chị chốt nhiều lắm. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 47 trên 53 cân nhé. 47 đến 53 cân mặc xinh nha em nhé. 47 đến 53 cân chất dạ đẹp lắm. Em này mức giá của nó là 650, mã là 485. Mã 414 chất là chị Linh Mimi ạ. Nghĩ gì, con này thì quá đẹp luôn. Mác đánh size M cho em nhé mọi người. Ui ơi, mặc cái áo lên nhá. Cảm giác có đầm cái áo ấy các bà. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân nên là 48 đến 55 cân mặc đẹp cho em nhá, da màu xanh nhẹ nhá mọi người nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 650, mã là 413. 650 mã 413 cho em. Mã 485 chốt là chị Nhàn Dương ạ. Xám lại càng hiếm luôn. Xám lông chuột lại càng hiếm luôn. 70% nhé mọi người nhé. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 57 cân mặc đẹp cho em nhé. Size M lớn này. Cứ 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Linh Nguyễn ạ. 600 nhé. Mã là 493. Màu lông chuột càng hiếm. Ui, còn có gilê chứ. Gilê lông cừu size M cho em nhé mọi người nhé. Gilê lông cừu size M cho em. Chị nào chưa hỏi gì lê lông cừu này, mặc lên sang, sang chảnh luôn á. Em này ở dưới 55 cân mặc đẹp cho em nhá. Dưới 55 cân mặc đẹp cho em. Mức giá này em để vào 450. Duy nhất có hai con lông gì lê thôi. 450 nhá mọi người nhá. Chất đẹp mỹ mãn luôn. Chị nào lấy cho tụi em mã số 5. Mã số 5 cho em. Hồng size M. Đáng lỡ lỡ này mọi người này. Em bao nhiêu, cao bao nhiêu hả Linh? Mai bảo các chị bắt các bạn ấy đo lại được không? Em này size M cho em nhá, 45. Mã 493 chốt là chị Nguyễn Thu ạ. Cái đội chốt hàng này cái kiểu em tập trung vào chốt hàng, không phải tập trung vào chị Nguyễn đâu. Mã số 5 chốt là chị Trần Thảo ạ. Em này size M cho em dưới 55 cân cho em nhá. Mức giá em này là 600. Này có quy đây này. Mã số em này là 49, à mã số em này là 490. Màu đỏ này. Màu đỏ da ngắn này. 490 cho em. Em này các chị 48 đến 55 cân nhá. Size M hay quá nhiều con đẹp luôn. M và S. 48 đến 55 cân. Mã 490 chốt cho chị Nhung Phương ạ. Em này em lấy mọi người mức giá là 550. Mã là 411. 411 cho em này. Họa tiết kẻ này. Tiết kẻ này. Xinh xuất sắc luôn. Em này đây. Mãi mới có một em size L đây mọi người này. Họa tiết kẻ cho em nhá. Em này các chị 55-60 cân mặc đẹp cho em nhá. 55-60 cân mặc đẹp cho em. Họa tiết kẻ cho em nhá. Mức giá của em này là 550. Mã là 409. Chất đẹp mỹ mãn luôn. 550. Mã số 409 cho em. Đây. Mã 411 cho xanh chị Thu nhá. Hiền Hiền ạ. Kẻ xanh cho em. Em hôm nay chị Thu Hiền Hiền sang đúng không? Chị cũng biết hàng. Chị đi qua kêu mấy ông nhìn dám nghe em dừng hết tay lại không? Xinh quá. Em còn ngớ cả người ra luôn á. Em này chỉ 40-48 cân thôi nhá. Size XS thôi này. Họa tiết của nó kẻ caro nhỏ. 40-48 cân nhá. Mức giá của em này là 600 mọi người nhá. Hàng handmade mọi người ạ. Hàng handmade này. Hàng handmade cho em nhé. Mã số em này là 408. Còn nguyên mạc luôn mọi người ơi. Nguyên mạc, nguyên tem nguyên mạc luôn mọi người ơi. Nó còn có mình test luôn ạ. Sướng. Mới, mua cũ mà được mới. Ngắn xem này. Được
sao chị sai thì báo trước để em vào các ông dọn đường nhá. 45,52 cân chốt cho chị Hiền Liêu. 45,52 cân nhá. Mức giá của em này là 550, mã là 407. 550 mã 407. Màu đỏ cho em này. Em này size L cho em nhé mọi người nhá. Size L. Xinh thế. Ôi cái màu đỏ là đẹp rồi. Em này các chị có cân nặng 53-57 cân thôi. 53-57 cân mặc đẹp cho em nhá. 650 mọi người nhá. Hàng handmade không tay luôn. Mã 47 cho là chị khoai khoái khẩu ạ. Ngoài cái đường viền bên tất cả nhá. Hàng handmade nó đắt bởi sao? Nó làm bằng tay hết, thủ công hết. Cái đường may của nó bị giấu đi ấy, mọi người. Đường may của nó bị giấu đi ấy. Nó không phải ai cũng làm được đâu. Em này các chị có cân nặng size 57 cân quay đầu nhá. Em này mức giá của nó là 650, mã là 488. 650, mã 488. Size M thôi mọi người nhá. Mã này size M cho em này, có đai nhá. Có đai cho em này. Chất cái áo mặc nó đầm áo chứ cái khủng lắm. Em này các chị phải size to hơn size M. Mã 488 cho đó chị Diệu Thương Diệu ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 60 cân nhá. Đẹp lắm. Mà con này mọi người không phải thắt đâu, cứ thả xuông ra như này là đẹp lắm. 53 57 cân mặc đẹp cho em nhá. Ôi rẻ như là tặng luôn này, 650, mã số là 406. Nhanh không hết. 650 mã 406. Mọi người có thấy nhà ai bán ra lộn một lớp là cái chốt nhiều như này không? Bình thường chỉ một hai người chốt thôi. Bởi cái giá nó để size M cho em nhá. Có mũ cho em này. Giá gọi là để vừa bán vừa tặng luôn á. Em này size M cho em nhá. Màu cam có mũ cho em ạ. Size M cho em nhé mọi người nhé. Size M rất đẹp luôn. Mã 406 cho là chị Thu Hoa. Em này mức giá của nó là 600 nhé. Dưới 55 cân. Mã là 489. Mọi người không nhanh là không có đâu. Không nhanh là không có đâu ấy. Em này size S cho em nhé. Size S cho em này. Bèo bọt con này cũng phải bảo là 3-4 củ luôn. Em này size S nhá, 50 cân quay đầu mặc xinh cho em này. 50 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá. 550 màu hồng baby nhá mọi nhá. Mã là 504. 550 mã 504 cho em. Ui giời ơi tôi chết đây. Kẻ cho em nhá. Kẻ cho em nhá mọi nhá. Mã 489 chắc là chị Huyền Nguyễn ạ. Kẻ cho em này, xinh. Xinh chưa. Em này 50-55 cân này, mỹ mãn luôn. Kẻ mặt dạ của em chưa? 504 cho là chị Phan Phương ạ. Em này dành cho chị size M, 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá này là 600, họa tiết kẻ cho em ạ. Mã 404. 404 nha. Nhiều quá, em không biết bắt đầu từ đâu. Tiểu thư cho em này. Dáng tiểu thư cho em này. Đây mới chuẩn là dáng tiểu thư này. Hôm nay có mấy con tiểu thư? Hai con kẻ và một con như này. Tông màu này thì quá đẹp luôn. Dán tiểu thư cho em này. Em này chỉ dành cho các chị size Phan Phương chốt chắc các chị nhá. Size S thôi. Em này 47 cho em 51 cân. 304 cho là chị Nguyễn Thu. Dán tiểu thư này 47 51 cân mặc đẹp cho em nhá. Chất dạ của nó mỹ mãn luôn. Em này mức giá của nó là 650 nhá mọi người nhá. Mã là 424. 650 mã 424 cho em. Màu đẹp quá đi. Đúng không? Mọi người đi xem dạ một lớp các nhà khác thì chắc chắn là chị ơi chị chốt con này đi, con kia này con này đẹp này nghe em mọi người phải nhanh lên. Em này các chị có cân nặng tầm từ 40-47 cho đến 53 cân cho em nhá. 47-53 cân này, mã 424 650 mã số là 430. Em xem cái con trước của Linh Mimi là con nào ấy, bỏ ra em sợ dài thì chị hủy ra luôn nhá. Để em lấy con này đi này, mùa em vét nhá mọi nhá, vét mùa em vét. Mã 430 cho đây chị Hồng Linh ạ. Em chốt được con này rồi thì em bỏ con kia ra nhá. Để nhường cho chị khác nhá. Vét, con này chỉ XS thôi. XS thôi nhá mọi người nhá, xinh chưa này. Thì đấy, nó bảo rồi. Cái giá cái này giá là em phải đợi hàng nhà em về em mới bán được giá này. Trên thị trường em không thể nào, bởi vì nó nhập vào đã thế rồi. Em bán em không có lời, em lỗ luôn á. Chắc trừ còn nhiều con hàng không bán được. Nhớ phải sale rồi cái chiều nay. Xong các chị bảo ui sao rẻ đấy, các chị có chốt đâu. Dưới 48 cân mặc đẹp nhá, dáng vest cho em này. Mức giá này 450 nhá. Mã số là 420. Đấy con màu đen đấy. Đây em lai lại con này nhá mọi người nhá. Con này Linh Mimi chốt nhưng mà Linh Mimi bị ngắn này.
À mini cao quá này. Con này mọi người lấy đi. Đẹp cực. Nó là có hai hàng cúc và có đai nguyên. Cao 1m65 nặng 60 cân. Size M cho em nhé, dưới 55 cân mặc đẹp cho em nhé. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá em này là 650, mã số là 414 nhá. 650 mã 414. Mã 120 chốt cho chị Đào Vân ạ. Không cần phải gọi mời luôn bởi vì mọi người biết thừa giá trị sản phẩm như thế nào. Ép thôi mọi người nhá. 40 cho đến con này là hơi chật so với em, chật đấy. 40-48 cân. XS cho em nhá. 40-48 cân mọi người nhìn này. Năm nay rất nhiều con sẻ như này luôn, kể cả dài họ cũng sẻ cao luôn. Đó là đăng mẫu mới nhất luôn đấy. Em này 40-48 cân cho em nhá. Mức giá này là 500 nhá. Mã là 422. 500k mã số là 422 cho em. Đây con này này, tiểu thư vô cùng luôn. Tiểu thư vô cùng luôn, họa tiết kẻ cho em nhá. Đẹp chưa? Không thanh là không còn đâu. Cái len đấy để em ấy lạnh em đắp. Nói nhanh như anh cho anh đỡ gì. Đây này. 414 nhá. Mã 422 cho chị Minh Thu ạ. Nhìn này 44 á. 414 của chị Ngọc Hoa không giấu được. Bộ quy đẹp lắm. Em đã tiểu thư nhá. Chốt là chị Ngọc Hoa. Tiểu thư cho em này. Chị Minh Thu ý bao nhiêu tiền luôn. Mọi người cứ không cách bánh bèo cứ lấy này đi. Tiểu thư cực kỳ luôn. Em này 47-52 cân nhá mọi nhá. 47-52 cân họa tiết kẻ cho em. Cái gì mà lạnh hẳn để vào trong nhà nào. Em này em lấy mọi người mức giá là 650 nhá. Mã là 598. À, em không phải ướp đâu. Bởi vì là ngày 14 nó sẽ lạnh rồi. Theo dự báo thời tiết của chị là ngày 14. Thực ra là hôm trước chị mua thông tin thì nó bảo là ngày 10. Nhưng mà chính xác là ngày 14 nhá. Tối nay là bắt đầu lạnh rồi. Chị Ngọc Hoa anh bóc thông tin đi chị Ngọc Hoa ơi. Mã 598 cho là chị Nhung Mốc ạ. Em này dành cho chị size to cho em này. Em này có đai nhá, em không thắt đâu ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 55-60 cân nhá. 55-60 cân mặc đẹp cho em này. Màu đỏ xinh quá. 600.000, chất dạ rất là đầm. Mã số em này là 4. À mã số em này là 565. Mã số em này là 565 cho em nhá. 565 cho em này. Con màu mận này mới đẹp này. Nó dòng có mũ hiếm nhá mọi người nhá. Dòng có mũ hiếm cho em. Hàng của Italy mọi người ạ. Hàng của Italy này mọi người nhìn không. Cái dạ của nó nhìn chất hẳn luôn. Cái này mũ của nó làm kiểu như là tượng trưng thôi. Như con này size S rồi. Hàng của Italy cho em nhá. Đẹp mỹ mã luôn. Em này các chị có cân nặng tầm 40-48 cân. Mặc con này mắc đẹp luôn. Dạ của Italy thì thôi không phải lo luôn. 40-48 cân nhá. 650. Mã số là 567. 650. Mã là 567 cho em. Em size L cho em này. 650. Mã 567 size. Con này là mắc đánh size L luôn này. Cái dạ nó cầm lên nó chắc tay ấy. Nhìn nó là dạ một lớp mọi người tưởng mỏng nhưng mà cầm lên nó rất chắc tay luôn. Ôi, 55-60 cân này. Mắc đẹp luôn. 55-60 cân đẹp cho em nhá. Chị Thủy Trần 650, mã số là 571. 650 mã 571 cho em. Dáng ngắn cho em này. Dáng này lại quá là xinh yêu luôn. Em này các chị có cân nặng size chuẩn M mặc đẹp lắm. Chuẩn M mặc đẹp cho em nhé. Nhìn vậy thôi, size M thôi. Cái vai nó vừa thôi. Size M cho em nhé. Mức giá này là 550. Mã là 575. Dáng ngắn này. 550. Mã số 575 cho em. Con này có đai. Mấy con có đai. Từ ấy. Rồi. Con này nó không có dấu đường chỉ nên là cũng không chắc chắn lắm. Màu pastel này các bà ơi. Tông màu pastel. Mã 571 cho là chị Thủy Phạm ạ. Tông màu pastel cho em. Em này chỉ size M thôi các chị ơi. Chuẩn M cho em ạ. 48-55 cân. Cầm cái áo nó chắc tay. Sướng thật sự luôn.
Em này à, mức giá của nó 650, mã là 457. 650, mã 457 cho em. Đợi em chút nhé, em đẩy đẩy bớt cho em. Nó khá là nhẹ. Có ai thích dài hẳn không nào? Có ai thích đúng là dài đến mắt cá chân không? Có ai thích dáng dài đến mắt cá chân không? Size L cho em và điển hình là 90% của nó lông kìm cho em. Mã 457 chốt cho chị Nguyễn Phương Thanh ạ. Có đai nhé, nghe không thắt đâu ạ. Size L cho em ạ. Có đai bên cạnh nhé, không thắt nhé. Em để nguyên đấy. Em này 55-60 cân, mặc đẹp cho em nhé. Dài qua bụng chân. Em ơi, mọi người mặc lên đi quần tất ấy, nhìn cái chân nó thon. Dài nó đẹp thế. 55-60 cân, mặc đẹp cho em nhé. Trời ơi, con này mà có 650. Chị nào lấy chốt giúp em, mã là 520. 650, mã 520 cho em này. Tiểu thư con gái nhà ai? Tiểu thư con gái nhà ai? Size M cho em nhé, mắc đánh size M. Lông cừu của nó 100% cho em. Mọi người lấy những con này đi, tiểu thư hết nấc luôn. Mã 520 chốt cho chị Kim Kim ạ. Cúc kiếc ngon lành luôn. Có, có con kẻ đầu tiên. Có con kẻ đầu tiên 60 cân rất đẹp. Em bảo người lấy mà không lấy. Vì lúc đấy là không có size to. Chị nào cần xem con kẻ đầu tiên thì bảo em nhé. Tiểu thư cho em này. Em này mắc đánh là size M nhưng phải size L mặc được. Dưới 60 cân mặc đẹp cho em nhé. 50-60 cân này. Đẹp lắm. Con này đúng là tiểu thư luôn. 650, mã là 521. 650, mã 521 cho em. Những con dài thì sao lại cảm giác nó lại sang thế nhỉ. Con này hàng Italy nhé mọi người nhé. Con này hàng Italy cho em, size 34 của nó là size S thôi. Con này size S cho em này. Cao trên 1m58 và size S mặc đẹp cho em nhé. Size S thôi, 45-50 cân và cao trên 1m58. Nếu mà mọi người, các chị nào cao 1m65 ấy, mặc con này mà chỉ 48-52 cân, 1m65 con này mặc vừa đẹp luôn. Em này size S cho em nhé. Em lấy mọi người 650 này, mã số là 516. 650, mã 516 cho em. Chị xem đi, yên tâm luôn này, chị là không hề hối tiếc luôn. Chỉ tiếc là mình vào muộn thôi, hoặc là tiếc là người ta khác chốt mất rồi thôi. Size S tiếc rồi. Mã 521 chốt cho chị Thảo Nguyễn ạ. S nhá, 40-48 cân, siêu đẹp luôn mọi người ơi. Em này em lấy mọi người mức giá là 600 nhá, mã là 517. Đây này. Mã 516 chốt cho chị Hồ Thị Thu Nguyệt ạ. Ve của nó ve to phải sao? Bởi vì các chị 60-65 cân là nhìn người cũng đậm rồi, nó phải làm to như vậy nó sẽ không làm nhỏ nhé. Đây này. Trời ơi mỹ mãn luôn á. Size 60-65 cân đây nhá chị nhá. Đẹp lắm. Em này mức giá 650, sờ cái dạ lỗ êm ấy. Mã số em này là 542. Mã 517 cho là chị Nguyễn Hiền ạ. 542 cho em nhé mọi người nhá. Có một em di lê mũ này, con này giá sẽ mềm hơn. Nó là áo di lê nhé mọi người nhá. Di lê mũ cũng là dạ lông kiều một lớp luôn. Di lê mũ cho em này, xinh chưa? Đi lên mũ ngắn cho em nhé. Em này các chị 50 cho đến 50-60 cân mặc đẹp cho em. 50-60 cân này nhanh tay. Con này mức giá giật mình luôn. 400, mã số là 519. 400k mã 519 cho em. 400.000 mã số em này là 519. Be. Nhìn cái tác của nó chất lòi luôn. Mã 519 chốt là chị Lê Thủy ạ. Ê ơi, cái màu đỏ trong vùng nó chỉ hơi lắc đó thôi mà đã nhìn thấy rồi. Đẹp chưa? Này, các chị có cân nặng 60 cân quay đầu nhá. 55-60 cân mà con này đẹp luôn. 55-60 cân cho em có đai. Mọi người để thẳng thôi. Em này mức giá 650 nhá. Mã số là 535. Đấy, con đấy mọi người chốt đi. Em đã bảo rồi, con kẻ rất là đẹp. Chỉ là mọi người không biết được thôi. Em sờ lên em thấy cái chất nó đẹp lắm. Họa tiết kẻ tiếp này. Size M cho em nhé mọi người nhé. 50-55 cân. Mỹ mãn quá. 50-55 cân mặc đẹp cho em nhé mọi người nhé. 50-55 cân.
50-55 cân mặc đẹp cho em nhá. Em ơi, size M cho em này các chị ơi. 650 con kẻ này nhá. Mã số em này là 589. Mã 535 cho là chị Nguyễn Hải ạ. Lông chuột cho em này. Kết con nào? BSK luôn này. Dòng này thì thôi không phải tư vấn luôn. BSK cho em nhá. Em này là size M của nó. BSK. BSK này là size M của châu Âu á, nó tương đương với size L của mình. Các chị 55-60 cân mặc đẹp cho em nhá. Hàng hiệu luôn. Của nó là 3 tem. 3589 chắc là chị Yến Nguyễn Thị. 3 tem nhá, của nó là hàng ao mọi người ạ. Một tem của nó là hàng xuất. Em này dưới 60 cân mặc đẹp, như thực ra 62 cân quay đầu mặc vẫn đẹp nhá mọi người. 62 cân quay đầu mặc vẫn đẹp cho em. Màu lông chuột đậm cho em ạ. 650, mã là 592. 650 mã 592 cho em. Một em vest nhá mọi nhá. Một em vest dạ một lớp. Vest dạ một lớp nhá. Em này các chị có cân nặng tầm mát đánh size L, nhưng con này chỉ dành cho các chị có cân nặng tầm 53-57 cân mặc sang cho em nhá. Vest dạ một lớp. Mức giá em này là 480 nhá mọi nhá. Mã số là 594. Con vest này sang nhỉ. Mã 594. Nhìn đã thấy người có tiền rồi đấy. Đây là gì? Nó phối màu đẹp dã man luôn. Mọi người nhìn chưa? Hiếm. Có. Tiểu thư thì toàn hầu như size S. Hiếm cho em nhé. Mọi người nhìn này, nhìn đằng trước như này, nhìn đằng sau như này này. Những con này nhìn xa cực kỳ. Em này các chị size M mặc đẹp nhá. Dưới khoảng 57 cân quay đầu mặc đẹp. 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Phối màu này hiếm lắm. Em này em lấy mọi người 650 nhá. Cái lông của nó dài, xó rất mịn, đầm mã áo, mặc êm. Cho là chị Nguyễn Trinh ạ. Mặc êm và không dặn. Em này em lấy mọi người 650 nhá. Mã là 596. Cái ngọc nào, cái ngọc này á. Đây là cái ngọc đâu nhỉ? Cái ngọc nào nhỉ? Các bạn mắt tinh nhỉ? Ui cái tay của nó này, mỹ mãn luôn, nó là hàng thiết kế cho em. Em này các chị có cân nặng size M Nguyễn luôn. Trinh đúng không? Thông tin luôn đi ạ. Size M thôi mọi người ạ. 50-55 cân mặc đẹp cho em nhé, tay của nó này. Size M mặc đẹp cho em nhé, mỹ mãn chưa? 650 nhé mọi người nhé, mã là 585. 650 mã 585. Con BS cao không ai chốt kia kìa. Bà này thương hiệu quốc tế kiểu gì ý? Em buồn quá. BSK không chốt rồi. Chán luôn á. 50-57 cân nhá mọi người. Mã 585 chốt cho chị Lan Nguyễn ạ. 50-57 cân mặc đẹp cho em này. Chất lông cừu nó sờ chắc lịch. Nhẹ nhưng mà rất là đầm nhá. Thế mà nó mới lạ chị đấy. Thế là nó đắt cho em. 50-57 cân nhá. Mức giá này 650, mã là 593. 650, mã số là 593 xem. Màu tím than. Đỏ gì ok. Màu tím than này mắc lại cả size S cho em này. Nhiều siêu mẫu mặc con này thôi. Cao nhỏ xinh. Có đai nhá mọi nhá. Em không xem đai. 47 cho đến 52 cân. Mắc đẹp. Có đai đấy mọi người. Mã 593 cho là chị Min Su BN. 47 cho đến 52 cân nhé mọi người nhá. 650, mã là 597. 650, mã là 597 cho em. Con đỏ này cái gì? Mãi nhìn nó lấp ló mà đã nhìn thấy rồi. Mắt tinh thật đấy. Sờ mặc lên cái chất dạ nó êm thật sự luôn. Con này các chị size M cho em nhé. 48-55 cân. Mã 597 cho là chị Nguyễn Mền ạ. 48-55 cân nhé mọi người nhé. Mức giá em này là 650 ạ. Mã số là 437. 650, mã 437. Sao không nhìn thấy con vàng này mà lại nhìn thấy con kia. Cổ của nó mic lông thật cho em này. Da của nó là da thật này. Sao nhìn thấy con này. Nó đỏ làm gì? Thèm đỏ lờ quá này. Thèm đỏ lờ quá.
Ôi giời ơi. Mã 437 cho là chị Phan Hằng ạ. Tem nó buộc vào với nhau này, nó sợ dài quá. Em này các chị size tầm từ 50 đến 55 cân ạ. Đẹp mỹ mãn luôn. Cổ cuối lông thật nhá mọi người nhá. Size M cho em nhá mọi người nhá. Em này lấy mọi người với giá 650, mã là 418. Đỏ L hả? Đỏ L, bây giờ nhìn cái đỏ còn còn 3 con. Một con một con cam. Em thấy màu màu pastel đẹp mà mọi người. Con đen trơn này đẹp quá. Con đen trơn này đẹp quá. Chất mã 418 cho là chị Quỳnh Trang ạ. Em này các chị 60 65 cân này, màu đen rất là gọn người cho các chị size to nhá. Màu đen 60 65 cân cho em. Cầm cái chất dạ lên nó sướng lắm. Em đảm bảo mọi người cầm cái này mọi người vào format với so ấy. Chỉ có tương đương hoặc là lớn hơn chứ không có dấu nhỏ hơn. Em có thấy chị Thu Hoa 60-65 cân cho em nhá. Em này mức giá của nó 650 ạ. Mã số em này là mã số 52. Mã 52 cho em. Màu F đi chị. Em có thấy chị Hằng hiếp ạ. Ui tiểu thư nè. Dáng ngắn cho em nhá. Màu rêu. Xanh ngọc trên đi chị. Cái ngọc nào nhỉ? Có con này hay con này? Con này à? Nhìn ra xanh ngọc con nào. Tiểu thư chưa? Con này mà không tiểu thư thì thôi. Đừng gặp nhau nữa. Em này này mọi người thêm cái tag vào đây này. Nhìn xinh lắm. Thêm cái tag đá vào đây này. Nhìn sang xinh lắm. Mã 52 cho chị Đoàn Gấm ạ. 50 trời 57 cân mặc đẹp cho em nhá. Thêm tag đá vào đây này xinh lắm hơn tag Chanel mọi người. Em này là đây cái tay của nó đóng quy đây này. Có quy đóng đây này mọi người. Dáng ngắn cho em nhá. Cái con mà có thêm cái lơ ở cổ. Chị Đoàn Gấm inbox địa chỉ luôn đi ạ. Size này là 57 cân quay đầu nhá, 550. Chèo lấy cho giúp em mã số em này là 588. Đây có phải xanh ngọc đâu. Có đây các bạn thì không rõ đâu. Ôi mẹ ơi, có đai luôn nhá mọi người nhá. Ôi mẹ ơi. Có đai luôn nhá mọi người nhá. 47 trên 53 cân mặc đẹp cho em này. Ôi mẹ ơi. 47 đến 53 cân mặc xinh cho em nhá. 650, mã là 428. 650, mã 428. Thôi không phải tư vấn nhiều. Để đó là biết rồi. 650, mã 428 cho em. Chị cứ xem một lúc đi nhá. Đừng chốt vội. Chị đi lên mãi. Em con nào em có đọc giá hết thì cứ xem một lúc đi là chị biết. Mã 428 cho là chị Linh Mimi. Ôi đây ra dáng váy đây các bà ơi. 50 55 cân và cao trên 1m58 mặc đẹp cho em nhá. Màu đen 50 55 cân cao trên 1m58 toàn nó siêu phẩm luôn. Mỹ mãn luôn này, sờ cái chất dạ nó êm ấy, sờ nó mềm tay cực kỳ luôn, say 55 cân nhá mọi người nhá. Mức giá em này là 650, mã là 403. 650 mã 403. Màu vàng này, mát đánh size S cho em nhé. Dáng lỡ chụp mông à. Trời ơi, các bà trượt con siêu phẩm. Giá gọi là giá kiểu tình thương mến thương này. Các bà chẳng muốn khóc. Đây ạ, à, em này các chị có cân nặng size S cho em nhé. 45 cho đến maximum 52 cân thôi. 45, 52 cân nhé. 550, mã số là 429. Mã 403 cho là chị trà xanh ạ. Đi được 2 cái, đi ngủ. Ôi, đi ngủ đi em ơi. Ôi, rồi, nhường sơn. Ôi, có lắc luôn này. Vét dạ và có lắc luôn nhá mọi người nhá. Luxury luôn. Đúng rồi, cừu khâu tay ấy chị ơi. Đây này, đường viền bên trong nó sẽ không lộ đường chỉ nhá mọi người nhá. Trong đây nó sẽ có chỉ số hết này. Đây em cho người xem này. Ví dụ con này là lông cừu 100% này. Mark đánh size S cho em này. Chị hỏi đúng chỗ luôn. Đúng là cừu khâu tay luôn đấy chị ạ. Thế giá nó mới thế này. Thông thường các nhà khác nếu mà là như này là mọi người sẽ giá mua với giá tầm củ nhá mọi người nhá. Củ rưỡi. Em này các chị size S cho em này. Dưới 50 cân, 40-50 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 500.000. Mã số là 431. Mã 429 cho là chị Đỗ Cúc ạ. Hàng handmade cho em này. Đỏ L con không em. Đỏ L để em xem nhá. Còn một con, hai con đỏ.
Chị Đỗ Cúc inbox cho xong thông tin luôn đi chị ơi. 3431 chốt cho chị Phương Dương ạ. 60 65 cân các chị ơi, nó không có thấy đường chỉ của nó đâu. Chị Ngọc Mai Phạm em. Nó không có đường chỉ của nó đâu, mọi người sẽ không thấy đường chỉ của nó đâu. Nó không may dấu đường chỉ này. 65 cân quay đầu nhá. Em này em đến mọi người 650, mã là 412. Đây con đỏ này cho xem. Nhưng em này là 100% lông cừu nhưng mát nó chắc chỉ size nhỏ thôi mọi người. Size nhỏ thôi. Size S thôi mọi người nhá. Size S thôi mọi người ơi. Dưới 50 cân mọi người nhá, màu đỏ này. Size S dưới 50 cân cho em. Em này mức giá của nó là 600 nhá, mã là 440. 600k mã 440 nhá. Mã 442 cho là chị Tuấn Linh ạ. Chị bà đi thôi. Size S thôi ạ, lông cừu cũng là 100% luôn mọi người ạ. Size S thôi nhá mọi người nhá. Mã 440 cho là chị Nguyễn Thảo Mây ạ. 40-48 cân nhá. Sang quá. 40-48 cân mà đẹp trai. 40-48 cân, cây dạ nó chắc cực kỳ luôn. Em này em lấy mọi người mức giá là 650 nhá, mã là 560. 650 mã 560, thực ra lạnh rồi mọi người không mua đi. Đến lúc là giống như pha hôm trước bảo mọi người không mua. Thế xong bây giờ người ngày nào mọi người hỏi phao, ngày nào có inbox hỏi phao em khổ quá. Tiếp theo này con này thì quá xịn luôn, mác đánh say nhỏ cho em nhá. Lông cừu của nó 90% họa tiết kẻ cho em. Em này các chị có cân nặng 47 cho em 52 cân. Họa tiết kẻ cho em nhá, sang lắm. 47 52 cân nhá. 650 mọi người ơi, mã số là 454. Nó ở đâu ý, ai biết được. Ui, ai được con này thì thôi, thôi đi ngủ luôn. Ai được em này đi ngủ luôn. Em này bình thường có 1,5 triệu quất chẳng hết luôn á. Trời ơi, Linh Mimi ơi, đi ngủ sớm quá. Con này mã 454 chốt cho chị Duyên Nguyễn ạ. Size M cho em nhá, mỹ mãn chưa. Đẹp vãi trưởng luôn. Size M cho em nhá. Khách mới chủ động inbox luôn nhá mọi người, chuyển khoản luôn luôn được thì tốt. Em này 700.000 nhá, mã là 552. Đẹp kinh khủng luôn. 700.000 mã 552. 700k mã số là 552 cho em nhá. Nâu. Ô em đã đi ngủ đâu à? Chị cứ tưởng em đi ngủ rồi, chị lại phải gọi tên em không thôi. Mã 552 cho là chị Sony Nguyễn ạ. 60-65 cân mặc đẹp cho em nhá, dáng trùm mông nhẹ này. Con này sang lắm, 60-65 cân nhá. Em này mức giá 600.000 ạ, mã là 556. 556 cho em nhá. Trời ơi, nó là siêu phẩm đấy các cô. Các cô mua ở đây, các cô săn, các cô là được á. Như là sale up 50% so với thị trường hàng xì thôi. Em này đẹp chưa? Em này chỉ size nhỏ thôi. Mã 556 chắc là chị Ngô Mi Quyền ạ. 47-52 cân mặc đẹp cho em nhá. 47-52 cân này. Con này thì đúng như nhìn đi châu Âu ấy mọi người. Thật đấy. 47-52 cân mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là... Đây, nó có quy đọc tay đây nhá. Mức giá em này là 650 ạ. 650 nhá. Mã số là 559. Chất dạ đợt này nó khác ấy các bạn. Không đấy ạ. Em đã chấn chỉnh cái thằng kia rồi, em bảo là mày mà làm hàng nó lên kia là tao nghỉ, tao không... Tao cắt ship, tao không chơi với mày nữa. Size XS cho em này. Nó sợ vãi cả nhái ra các bạn. Thực ra là sợ vãi đái. Nó bảo thôi rồi. Con này là da dáng vét dài và laser nhá. XS cho em này, 40-48 cân. Chất của nó cầm lên tay cũng gọi là êm du luôn ấy. 40-48 cân cho em nhá, 650. Mã số em này là 544. 650 mã 544 cho em nhé. Mày không làm hoa tóc ke mày luôn. Ui. Ôi các bà ơi. Người phụ nữ quyền lực đây rồi. Này, bên trong là lót này. Ôi. Con này thì là may đường chỉ. Nó là lông cừu của nó. Mã 544 cho là chị Yến Nguyễn ạ. 66,8% của nó lông cừu này. Con này giá sẽ mềm hơn một chút. Con này là sang quá đi. Yến Nguyễn chốt chắc anh nhá.
này các chị size 50-55 cân này. Người phụ nữ quyền lực đây rồi. Chất đẹp mỹ mãn luôn. Em này 450 mọi người ạ. 450. Mã số là 540. 450. Mã 540. Thỉnh thoảng có giả kẻ nhé chị nhé. Đấy. Hôm nay của chị có săn được không? Lên một sáng đi. Nói chung là phải vào đúng chỗ để gặp đúng người đúng thời điểm chị ạ. Em này 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Tay của nó xẻ này, cái này như là ong bu xì luôn. Mọi người biết không? Em này là 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá, cái dáng này á. Em này em lấy mọi người mức giá 650 nhá. Mã số là 538. Mã 540 cho là chị Huệ Tây Nguyễn ạ. Mã 538 cho em. Chất mềm sướng xịn. Size M. Size M cho em. Lông cừu nó chỉ có 100% thôi các bạn. Sao có cái nào 200% là lông cừu đấy à? Mà 538 cho nó chị Hằng Hip ạ. Ôi em này size M của nó phải tương đương với size L của Việt Nam mình. Em này 53-57 cân mặc đẹp cho em nhé. Xinh lắm. 53-57 cân nhé mọi người nhé. Chất mềm sướng cực kỳ luôn. Chất lông nó dai như của hàng của format này. Em này mức giá của nó là 650 nhá. Mã là 568 màu hồng. 568 cho em nhé mọi người nhé. Dài dài dài. Nhanh lên ý, số lượng không còn nhiều đâu. 100% lông cừu cho em này. Nó có nhất thiết phải sâu ra vậy không? Mã 568 cho nó chị Lưu Nguyệt ạ. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân, mắc đẹp luôn này. 55-60 cân cho em nhé mọi người nhớ. Lông cừu 100% rồi, không phải suy nghĩ luôn. Em này mức giá của nó là 650. Mã là 576. 650, mã 576. Con gì lê này mọi người này. Con di lê nhé mọi người nhé. Di lê chỉ size M thôi. Di lê có mũ luôn ạ. Xinh nhá. Di lê nhé mọi người nhé. Sang. Mã 576 cho là chị Trần Thảo ạ. 45-55 cân nhé mọi người nhé. Mức giá này là 450. Mã số là 577. 450, mã 577 cho em. Con này có đai mọi người ạ. Nó có đai nhé. Em chưa thường đai ạ. Mắc đánh size S thôi, lông cừu cũng là 100% nhé mọi người nhé. Con này 47-52 cân mặc đẹp cho em nhé, có đai đấy. 47-52 cân mặc đẹp cho em nhé. Mức giá của em này là 500. 500 nghìn nhé, màu tây quá. 500 nghìn, mã số em này là 578. 500k, mã số 578 cho em. Họa kẻ, họa thiết kẻ thiết này, hay L cho em nhé. Kẻ. Mã 577 cho là chị Sơn Tăng Vân ạ. Kẻ cho em này. Em này 55-60 cân các bà ơi. 55-60 cân mặc đẹp cho em nhé mọi người nhớ. Em này mức giá của nó 600. Mã 578 cho là chị Vũ Kiều Trinh ạ. 600 nghìn, mã là 583. Vũ Kiều Trinh nghe quay quay nhé. Em này size S cho em nhé. Quỳnh á, Quỳnh lên đây, Quỳnh chuyển cho chị. Em này mắc đánh là size S thôi, chuyển cho chị. Em này mắc đánh là size S nhá, nhưng mà phải dành cho các chị tương đương với mã 583 cân nặng 47-52-53 cân. 47-52-53 cân nhá. Mức giá của em này là 600, mã số là 591. Mãi nó lên một con là có con màu hồng. Đang bảo thắc mắc đợt này thằng này nó không làm màu hồng à. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán chị nhá. Em này 40-48 cân nhá. 40-48 cân mặc đẹp cho em nhá mọi người nhớ. Mức giá em này là 550, mã số là 511. Ráng vét đấy. 550, mã là 511. Ui. Mã 591 cho là chị Ngọc Lan ạ. Ngân thân mắt rồi. Số lượng hàng nó ít. Bởi vì sao? Cái mức giá này nó chỉ có ít hàng, nó không có nhiều.
Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân nhá. 48 đến 55 cân mà ghé cho em này. Mã 511 chốt cho chị Hương. 650, mã là 526. 650, mã số em này là 526 cho em nhá. Mấy em màu đỏ nhá mọi người nhá. Con màu đỏ coi như là cuối luôn ấy. Chị Hương inbox để chỉ đi chị ơi. Size mã đánh size M thì khả năng size L con này mặc được này. Mã 526 chốt là chị Đỗ Lương ạ. Con này chỉ dành cho chị 50-55 cân thôi. Đó là dáng váy nhé mọi người nhé. Đó dáng váy cho em, chỉ dành cho chị size M thôi. 50-55 cân mặc xinh cho em nhé. Chắc nhá. Đừng chốt Đỗ Lương đi. 50-55 cân mặc xinh cho em nhé. Chỉ size M thôi, size L không mặc được đâu ạ. Em này mức giá của nó là 600 nhé mọi người nhé. Mã số là 561. 600k, mã số là 561 cho em. Nhìn những mã chưa? Nhìn cái giá của nó xinh yêu à. Con nhắn là mang xuống đây nào. Ủa, cái dạ nó đầm tay kinh khủng. Đầm tay kinh khủng luôn. Em này các chị size M thôi này, 48 đến 55 cân này. Đâu có cái dạ của nó. Sờ nó mướt mượt luôn ấy, sờ nó sướng. Nó sướng, nó dày, dặn nó chắc chắn ấy. Em này size M cho em nhá. Mức giá em này là 600, mã là 536. 600k, mã số là 536 cho em. Có em một em dạng một lớp này, giá của nó bomber, đừng chỉ dấu nhá. 96% của lông cừu và form này là form châu Âu. Không biết được nó tiếng Anh. Chị búng tép inbox vào shop nhá. Búng tép khách cũ mà. Em này 45 trời 52 cân cho em nhá. Xinh chưa? Nó đường dấu đường chỉ đấy mọi người ạ. Nó dấu đường chỉ đấy. Mã 536 chốt cho chị Ngọc Giang ạ. Dưới 52 cân nhá. Em này 600 nghìn. Mã số em này là 532. 600k. Mã số là 532 cho em. Size M nhá. Đúng là lạnh bắt đầu mọi người mới đi mua nhỉ. Bây giờ lại hiếm. Lần trước bán nhiều lắm. Em này 48 đến 55 cân nhá mọi người nhá. 48 đến 55 cân cho em này. Em này mức giá là giá ngắn nhá. 550, mã là 533. 550.000, mã 533 cho em. 550k, mã 533. Con này size 2XL cho em này. Size bự nhá mọi người nhá. Không, con này nó không phải là hàng dấu quy đâu, dấu quy đâu. Vét size S. Vét dạ một lớp size S nhá mọi người nhá. Ui, con này bé quá. Còn dáng dài chị ạ. Em này bé nhá mọi người nhá, tay siêu bé luôn này. Em này các chị hiểu có cân nặng tầm từ dưới 45 cân thôi. 38-45 cân cho em này. Các bà là 40-42 cân đấy nhá. 40-42 cân lấy con này đẹp. Vét dạ nhá mọi nhá. Vét này em để mọi người 480 giống như các con kia luôn. Dưới 45 cân cho em nhá. Mã số em này là 522. 522 cho em. Mi mãn chưa? Cầm cái con áo lên sướng thật sự luôn này. Đây mọi người lấy những con này về mọi người thấy xứng đáng đồng tiền chứ. Mã của đánh là size S thôi nhá mọi người nhá. Size 100. À gì à? Quên mất lại size 100. Lông kiều 100%, mắt đánh size S cho em nhá. Ui, con này các chị phải lại là size tầm từ 57-62 cân mới mặc vừa. Việt Nam mình mặc thế. Có đai thì em không cắt đâu. 57-62 cân mặc đẹp cho em nhá. 57-62 cân này. Cái dạ nó rất là chắc mọi người ạ. Cái dạ nó chắc lắm. Cầm nó chắc nó sướng luôn ấy. Cầm nó rất chắc chắn và sướng luôn. Mã 522 chứ là chị Son Hồng mà nhìn nó kiểu tầm tầm đâu. Nó không phải thế đâu mọi người ạ. Đẹp lắm, dày dặn này. Em này dưới size phải là size L, XL của Việt Nam mình mặc được nhá. Em này 650, mã là 527. Chết chết rồi, có một con dạ một lớp. Di lê nữa này, con này chị thì Son Hồng mình bóc thông tin đi ạ. Đẹp quá. Con này mà mặc với váy len thì thôi. Mỹ mãn luôn các bà ơi. Ôi. Di lê size M cho em nhá, dài xinh. Chắc cầm cái dạ chắc chắn rất chuẩn luôn. Mã 527 chốt là chị Đoàn Gấm ạ. Em này các chị size M cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 450.
Mã số là 515. 450, mã số là 515 cho em. Có lắc vàng luôn đấy mọi người nhá. Có lắc vàng luôn này mọi người này. Nhìn cái dạng nó sờ, cái sờ nó êm tay lắm. Cầm đầm cái áo ấy xuống. Mọi người mua thì con này về là mọi người ưng luôn. Em này chỉ size S thôi nhá. Dưới 50 cân ạ, 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhá. 45 đến 50 cân này. Em này 650, mã số 400. 650, mã số 400. Con bà nào được con lắc vàng này quá đẹp luôn. 650, mã số 400. Con màu vàng đúng không? Tí nữa em lên cho. Mã 400 chốt cho chị Thu Hoa. 4752 cân nhá, rất rất đẹp luôn. 4752 cân mặc đẹp cho em màu đỏ nhá. 650, mã số em này là 498. 650, mã 498 cho em này. Tôi chết đây. Tôi đi chết đây. 650, mã 498 cho em. Size S nhá mọi người nhá, dáng dài đẹp cho em này. S thôi mọi người nhá. Em này đã chỉ dưới 50 cân mặc đẹp cho em này. Size S cao và dưới 50 cân. Mức giá em này là 600 nhá. Mã là 451. Mã 498 chốt cho chị Dương Hướng ạ. Hàng ngắn cho em nhé mọi người nhé. Ngắn này các chị có cân nặng dưới 65 cân nhá. 57 đến 65 cân mặc đẹp cho em này. Khoác ấm xinh luôn ạ. 57 65 cân nhá. 500 nghìn ạ. Mã số là 453. 500k mã 453 cho em. Mã 451 cho được chị Thanh Nguyễn. Size S thôi mọi người này. Con này là của Uniqlo nhá. Eo ơi. Có đai nhá mọi người nhá, hàng của Uniqlo cho em này. Ôi bán con này 500 nghìn thì có bà. Uniqlo riêng cái váy lông cừu của nó, váy len lông cừu đều đã 1 triệu mấy rồi. 1.92 triệu rồi. Em này các chị có cân nặng size dưới 52 cân ạ, 4752 cân hàng của Uniqlo nhá. Mức giá này 550 ạ. Mã số em này là 398. 550, mã số là 398. Có một em hiếm dạ lông cừu của các bé này. Không, con này của người lớn. Cái này của người lớn lắm mọi nhá. Em thử khoác và xem eo bao nhiêu. Size S đâu mọi người ơi. Hiếm dạ này size S thôi. Xịn quá. Nào lên một mã gọi là tri ân cho mọi người nhé. Em này các chị có vòng eo tầm 64-68 mặc đẹp cho em ạ. Size S nhá. Eo 64-68 này, em mặc chật quá. Eo 64-68 thôi các bạn nhá. Sang eo 64-68 thôi. Cho chị xem lại bạn 516. Chốt rồi chị ạ. Ngày mai sẽ có nhân viên chụp ảnh lại nếu chị chốt được nhá. Em này em lấy mọi người 180 này. Nhanh tay lương. Gọi là bán tri ân chứ không có lấy tiền, không có lấy lãi gì con này. Nhanh tay 180 nhá. Chị lấy chốt giúp em. Mã số là 15. Mã 453 chốt cho chị Ngô Mến. 15 cho em này. Em này size S cho em nhá. Lông cừu nó lại còn để 99.4% nhá. Kiểu nó trêu ngươi. Size S cho em nhá. Màu cam siêu đẹp luôn. Dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. 50 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá mọi người nhá. Em này 650, mã số là 496. Mã 15 chốt là chị Đào Vân ạ. Mã 496. Có một em này đẹp lắm, dài đẹp mỗi chỗ luôn. Không có theo ở đằng đâu, lúc mà em không thích theo đấy. Em không thích theo đâu. Đẹp lắm, nó cũng là hàng handmade đấy. Nó có theo hình hổ. Để rẻ cho mọi người con này luôn. Có hai con theo luôn. Mã 496 chốt cho chị Phạm Thanh ạ. Xịn lắm. Em này có theo đằng sau lưng nhá. Các chị có cân nặng 50-60 cân cho em. Mức giá em này em lấy mọi người 450. Có hai em theo sẽ để 450 hết. Chị lấy chốt giúp em mã số là 537. 537. Có một em theo đây nữa. Đây, có theo đây nữa.
size nhỏ cho em. Em có đấy chị Linh Nguyễn ạ. Em này các chị có cân nặng thoải mái dưới 50 cân thôi, 45 đến 50 cân nhá. 450, mã là 582. Chỉ có hai con thêu thôi. Còn lại là ui má ơi. Sang chưa? Có đai nhá mọi nhá. Cầm cái dạ lên nó thật sự là sung sướng cuộc đời. Đẹp chưa? Em này các chị có cân nặng size tầm từ 57 622 cân mà đẹp cho em nhá. Lắm, nhìn cái mặt dạ của nó là má 537 cho chị Nguyễn nhận ạ. Em này các chị có cân nặng size LXL cho em nhé, dưới 65 cân, 57 thì 65 cân mặc đẹp. Có đai em không đóng đâu, bình thường cái này là họ thật. Em có lấy chị Nana 600 nữa, mã số em này là 495. 600k mã 495 cho em. Mọi người ơi, có một em này có một lẫn mà em dạ thường này. Nhưng mà cái chất dạ của nó cũng là chất dạ lông cừu nhá. Dạ lông cừu nhưng mà nó không làm dấu khu dấu, nó không làm dấu đường chỉ. Em sẽ bán cho mọi người cái em này giá bất ngờ. Cũng là dạ lông cừu ấy mọi người, không phải là không đâu. 60 65 cân nhá. Anh nhanh thì được nhá. 60 65 cân cũng là chất dạ lông cừu luôn, mặt dạ không có thay đổi gì cả. Chất liệu y xì nhưng nó không phải là khâu 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 tay, nó không phải là handmade. Mã 495 chốt cho chị Nhân Nguyễn. Em này giá 300 nhá, mã là 492. 300k mã 492 cho em. Chị Nhân Nguyễn inbox cho thông tin luôn ạ. 300.000 đồng 492 nhé. Màu xanh này. Có đai lắm rồi nhé. Mã 492 cho là chị Quỳnh Nga Thạch ạ. 55 đến 60 cân mặc đẹp cho em nhé. Em này mức giá của nó là 600.000. Mã là 587. 600k mã 587 cho em. Mịn mãn chưa? Màu mận cho em nhé. Màu này nó lại siêu hiếm. Cái kiện này màu mận này chỉ có mấy con. Màu mận này các chị có cân nặng tầm 47 đến 52 cân nhé mọi nhé. 47 đến 52 cân mặc đẹp cho em này. Mức giá em này là 650.000 nhé. Chất dạ cực kỳ đẹp luôn. Mã là 439. Mã 439 cho em. Hàng handmade by. Ôi dồi ôi. Hàng handmade khâu tay nhé, con này có lót sẵn luôn mọi người. Mọi nhìn này, có xích luôn. Nhìn nó. Mã 587 cho đó chị. Mã nó đánh là size S, đối với châu đối với Mỹ là size S nhá, còn đối với châu Á của mình là size M. 439 cho đó chị Hằng Thiếp ạ. À. Có lắc luôn. Hàng C đi nhá. Có lắc luôn. Có lắc luôn. Đây này. Con này á, ở Việt Nam mình phải mặc size XL thì mới chịu được. Không thì không chịu được đâu. Kể cả áo len thì size XL cho em. Em này các chị 60 đến 70 cân mà ok luôn. Em nói thật. 60 70 cân mà ok luôn. Size M mà con này sẽ rất rộng luôn, bởi vì nó là form Âu ấy. Em này là dưới 70 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 500. Mã số em này là 438. Nó thể hiện em có thấy chị Lan Lan là chất liệu mọi người nhá. Lát chất liệu đấy. Dáng ngắn cho em này mọi người này. Dáng ngắn nhé mọi người, ngắn ngắn xinh xinh. Ở dưới đây có một con ngắn đấy. Ở dưới cũng. Em này các chị có cân nặng size 55 cân quay đầu nhá, 48 đến 55 cân này. Dáng ngắn nhá, 500, mã số em này là 419. 500.000 mã 419 cho em. Ngắn tiếp. Ngắn hay size S không? Có một con ngắn. Mã 438 chốt cho chị Xuân Vũ ạ. Em này 40 48 cân nhá, 40 48 cân này. Em này sẽ dám mềm hơn một chút. Đúng chút tăng lên đi, mấy con kẻ. Em này mức giá của nó 450.000 thôi, mã số là 421. Riêng con này rẻ. Mã 419 chốt cho chị Hoàng Lan Hương ạ. 421 cho em. Lắc vàng luôn mọi người ơi. Chị Hoàng Lan Hương chú chắc lắc vàng này. Yêu ơi, dã man. Màu xanh cổ vịt cho em nhé. Xịn từ cái lắc cái khuy luôn. Em này chỉ size XS thôi, 40 48 cân cho em này. Mỹ mãn cuộc đời luôn. Lắc vàng luôn mọi người ạ.
40-48 cân nhá mọi người nhá. Size kép ạ. 650, mã là 425. Mã 421 chốt cho chị Trai An ạ. 425 cho em này. Mày có bán 1000 con nhưng mà mỗi tội là không có hàng bán thôi. Em này các chị có cân nặng dưới 55 cân cho em nhá. Dưới 55 cân mặc đẹp cho em này. Như cái form này em đảm bảo mọi người size S là mặc rất xinh. Size S là mặc vừa nhất đấy. Nếu mà như theo anh em tư vấn để đẹp là 48-51 cân rất đẹp luôn. Em này mức giá của nó là 550.000 nhá. Mã là 499. 550k, mã 499. Mã 425 chốt cho chị Thúy Mèo ạ. Mọi người ơi, con này nó là dạ lông cừu nhưng mà nó không phải là hàng handmade. Giá nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. Cũng là hoàn thiết kẻ này. Handmade thì nó sẽ đắt hơn. Giằng ngắn cho em nhá. Em này các chị size M cho em nhá, 48-55 cân. Em này em lấy mọi người mức giá là 350.000 nhá. Nó không phải hàng handmade mọi người. 349. Cũng là dạ lông cừu nhưng không phải handmade cho em. Em này em lấy mọi người 350.000, mã là 599, họa tiết kẻ nhá. 350k, mã số là 599 cho em. Handmade này, handmade khâu tay này mọi người này. Handmade khâu tay này. Handmade khâu tay này, xinh lắm. Em này các chị có cân nặng 50-57 cân mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá. Mức giá này là 550.000, mã là 553. Mã 599 chốt cho chị Quỳnh Trang ạ. 550.000, mã là 553. Đây này, kẻ tiếp này mọi người. Hả? Mua đi tặng. Ông chưa hỏi rồi, bảo mọi người gì mua luôn thì không mua đi tặng. Em này các chị size L mặc đẹp cho em ạ, 55-60 cân, mắc đẹp luôn. Mức giá này là 500 nhá mọi người nhá. Hang tay con vét này ạ. 500.000 nhá mọi người nhá. Mã số em này là 409. 409 cho em. Đi tô này. Mọi người cứ search này ra xem. Chị Xuân Vũ. Cái thương hiệu này này. Chị nào mà có ta bao mọi người search luôn này. Mọi người có ta bao search luôn này. Em sẽ chụp lấy dữ liệu xong rồi em sẽ cho mọi người xem nhá. Giá lô kiều một lớp của nó toàn tính bằng 2-3 nghìn tệ nhé mọi người nhé. Thấp nhất là 7 triệu. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50-60 cân. 50-60 cân ấy. Chất nó đẹp kinh khủng luôn. 550 nhé mọi người nhé. Mã số em này là 547. 549 chắc là chị Hương Phạm ạ. 547 cho em. Còn mấy con màu đen gần nhau lên luôn. Chị Hương Phạm đi bong tâm chị ạ. Dáng dài đi ạ, ok chị đã em chứ. Mã 547 chốt đâu chị Vũ Kiều Chi. Dáng ngắn cho em này, dáng ngắn này mặc xinh sang lắm mọi người ơi. Hàng ngắn thì hiếm lắm. Em này các chị 55-60 cân nhá. 500, mã số là 541. 500, mã 541. Vũ Kiều Chi. Nhà mình chỉ có chị Nguyễn Thúy Trinh ấy nhỉ. Vũ Thúy Trinh ấy nhỉ. Má của đấy là size S cho em này, nó là vét dạ một lớp nhá. Lông cừu của nó 100%. Má của đấy là size S thôi, nhưng con này phải dành cho chị size to cho em này. Cái đây các chị phải có cân nặng tầm 48-53 cân mới mặc được. 48-53 cân mới mặc đẹp em này. Size này tương đương với size M của Việt Nam mới mặc đẹp. Chất 541 chốt là chị Thơm Lê ạ. Lông cừu 100% nhá mọi người nhá. Lông cừu 100% cho em. 500 nhá, mã số là 530. Đẹp chưa? Size M cho em nhá, dáng dài. Dài dài xinh xinh cho em này. Có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Size M. Thực ra là nếu mà cái dạ một lớp này thông thường là bắt chuyển khoản hết ý. Thật đấy, bởi vì các shop bình thường bán dạng một lớp ấy, bắt chuyển khoản hết cho em. Đó, nhưng mà bên em không cần phải chuyển khoản. Nói chung là nếu các chị chuyển khoản được thì tốt. Và thông thường khách cũ nhà em hoàn toàn hầu như chuyển khoản hết. Ngày nào cũng nhận tin nhắn chuyển khoản, nói chung chuyển khoản rất nhiều luôn. Nhưng mà các chị khách mới chưa tin tưởng thì mọi người cứ mua xong mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận cho em, thế là ok. Dưới 53 cân mặc đẹp cho em nhé mọi người. 50 chốt là chị 650. Mã số em này là 494. 650, mã 494 cho em. Vét dạ ngắn này mọi người này. Xinh yêu vô cùng. Xinh yêu kêu đi em. Xinh yêu là nhỉ? Đây à?
hay con xanh lên nào. Em này các chị có cân nặng 50 chờ 57 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 500, mã số là 575. Mã 494 chốt cho chị Thủy Tiên Nguyễn ạ. Các chị khách mới thì để tạo tin tưởng với nhau là mọi người từ từ, mọi người nếu các chị khách mới ấy, mọi người hãy test bằng hàng 50.000 70.000 trước đi, em nói thật đấy. Chị Thủy Tiên Nguyễn inbox không pin cho xong luôn ạ. Xong rồi. Mã 575 chốt cho chị Hà Nguyễn ạ. Để kiểu như cái test shop ấy. Thực ra mình có coi như là bỏ và ít chút tiền ra để test đi tìm. Sau đó mới bỏ nhiều tiền, không phải là khổ. Em này 50-55 cân mặc đẹp cho em nhá. Màu của nó màu xanh của vịt cho em nhá. 50-55 cân mặc đẹp cho em này. Em thấy mọi người mức giá em này là 600 nhá. Mã số là cũng là 600 luôn. Thanh Ngọc này đúng không? Lifestyle. You like lifestyle cho em nhá. Cái này size M cho em. Ngắn á. Mã của đánh là size M. Mã 600 cho là chị Hải Ninh ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 50-60 cân nhá. 50-60 cân này. 450, mã số là 449. 450, mã 449 em. Đấy, phải đi hướng dẫn mọi người đi mua hàng si như vậy. Bỏ ra check uy tín chưa? Size S cho em này. Con này max dành size S mà nó khá là rộng đó mọi người ạ. Việt Nam mình phải 60-65 cân mới mặc được. Em nói thật. Chất nó khá là chắc chắn luôn nhá. Của ấm vét này 60-65 cân mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá. 60-65 cân. Mỹ mãn. Em này mức giá của nó là 600 nhá. Mã số này là 512. Các chị size L 600k mã là 512 cho em. Vét hồng cho em nhá. Áo vét cho em này. Vét màu hồng. Màu hồng này màu hồng yêu, màu xinh nhá. Không phải màu hồng quê đâu các bạn ơi. Em này các chị chỉ có cân nặng tầm 40-48 cân mặc đẹp thôi. Vét hồng cho em nhá. 40-48 cân cho em này. Mức giá của em này là 500. 500 nhá mọi nhá. Mã số em này là 525. 500k mã 525 cho em. Con gel này đúng không các chị? Mỹ mãn luôn. Em nói thật. Dáng tiểu thư luôn đấy. Còn mạc luôn nhá mọi người nhá. Mạc ở đây cái size S cho em. Và lông cừu của nó 100%. Khi nào mắt tinh thế thì không khác là con xịn luôn. Em này 40-48 cân thôi. Nhưng mà có chặt nhá. Cái này có 525 cho là chị trai An ạ. Hai kiểu đóng cổ cho em, 40-48 cân cho em này. Đây mọi người có thể đóng sang đây nữa, đóng lên đây nữa. Cái này có quỷ đây này. Nhưng mà để như này rất đẹp luôn. Mức giá của em này là 600 nhá, 40-48 cân, mặc như váy luôn mọi người ạ. Em này mức giá 600.000, chất lông cừu có phê. Mã số là 524. 524 cho em. Dáng ngắn cho em này. Dáng ngắn cho em nhá, lông cừu một lớp. Size M cho em nhé mọi người nhá. Dáng ngắn cho em nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 48 cho đến 53 cân mặc đẹp cho em nhá. Dáng ngắn. Em này 450 này, nhanh tay. Mã số là 524 cho chị Vương Hà Trang ạ. 531 cho em. 531. Một lớp này, nó có phần lót bên trong này. Một lớp này có lót bên trong luôn. Mỹ mãn. Dáng này thì gọi là vừa đẹp vừa sang, vừa đàng hoàng lại vừa lịch sự luôn. 50-55 cân thôi, size M con này mà rất đẹp luôn. 50-55 cân cho em nhá. Em này mức giá 600.000, mã là 528. 600k mã 528 cho em. Lâu chị vừa cầm. Lâu chị vừa cầm. Ok. Bên này còn hai con lên lớp bên này nhá. Dùng em size L dáng ngắn cho em này. Màu tím than nhá. Em này các chị 55-60 cân. Mã 528 cho là chị Thu Hiền Hiền. 55-60 cân nhá. 500 ạ. Mã là 529. Đấy chưa? Khoác len lông cừu cho em nhá. Hàng handmade. À chưa. Khoác dạ lông cừu hàng handmade size S cho em. Khoác len. Khoác len lông cừu nhiều lắm. Mỗi tuổi đợt này chưa khui được tôi.
Em này các chị có cân nặng tầm 45 cho đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân nhé mọi nhá. 450 lót này. Mã số em này là 534. Bên này là hết rồi nhé mọi nhá. Bên này là hết rồi. Nên em trên này. Đánh xung quanh. Này xung quanh mà đánh vào giữa là hết. Cố gắng lên các chị ạ. Biết đâu là vẫn còn. Ô em này 40-48 cân rồi mọi người nhá. Size XS luôn này. 40-48 cân nhá. Con này siêu nhỏ. Chất của nó khá là đẹp nhưng mà size nhỏ thôi. Em này mức giá của nó là 550. Mã số là 562. Vét hồng xinh. Mã 534 chốt cho chị tên là Christina. Christina. Trời ơi, nhân viên nhà mình không bạn nào biết đọc tiếng Anh. Với cả tiếng Hàn với cả tiếng Trung ấy, nhìn thấy nó cứ ơ luôn. Sắn váy xem này. Anh vẫn đi lên được. Cực nghiệp. Anh ở đâu? Kiểu có một tiếng Anh gì. Em này các chị 50-55 cân đấy nhá, size M cho em. Tốt nghiệp thì 3 điểm qua. 50-55 cân nhá. Em này 500 ạ. Mã số là 455. Mã 562 cho chị Linh Nguyễn ạ. 500k và 455. Màu vàng. Vàng này dành cho chị size L cho em nhá. 55-60 cân này. Mức giá của em này là 600 nhá mọi người nhá. Mã số em này là 545. 600k mã 545 cho em. Cái gì? Áo mới hay cũ? Áo cũ chị nhá. Áo cũ đấy, áo mới làm gì có cái cửa và cái dán này hả các bà. Giá ngắn đây. 600 được cái dây đai thôi. Size S thôi mọi người nhá, có đai này. Em không tắt đâu. 40-48 cân nhá, có mũ này. 40-48 cân mặc đẹp cho em nhá. 500.000, mã số em này là 410. 500k mã 410. Màu xám lông chuột siêu hiếm luôn. Từ đầu đến giờ em like con này là chắc là con thứ 3. Xám lông chuột này con này con thứ 3. Xám lông chuột này con thứ 3 nha. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân thôi. 45 đến 52 cân mặc đẹp nhá. Có mũ cho em này. Mức giá em này là 600 nhá mọi người nhá. Đẹp thế. Mã số em này là 487. 600k mã 487. Mã 410 cho là chị Linh Nguyễn ạ. 70% của Long Kinh. Đó chị ạ. Đây. Một con này Long Kiều tiếp này. Da dáng vét cho em nhé mọi nhá. Da dáng vét ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 57, 62, 63 cân nhé. 57, 62, 63 cân mặc đẹp cho em. 57 cho là chị Thu Hoa. 600.000. Mã số em này là 426. 426 cho em. Mã 545 cho là chị Ngô Mi Quyền ạ. Một em vét hồng này. Hôm nay có 3 con màu hồng. Màu hồng này sẽ bán giá sẽ mềm hơn một chút nhá. Vét hồng cho em này. Vét hồng này các chị size S cho em nhá. 45-50 cân mặc đẹp cho em ạ. Vét hồng này 450.000 nhá mọi người nhá. 450.000. Mã số là 497. 450k mã 497 cho em. Hàng rồi ok lắm. Ok con gà đen. Xinh quá. Em này các chị chỉ có cân nặng 50-55 cân là mặc vừa khít. 50-55 cân là mặc xinh nhá mọi người nhá. Cổ nó làm yêu lắm. Người có thể bẻ ra như thông thường cái này nó là dựng thôi. 50-55 cân mặc đẹp cho em nhá. Dáng lỡ này 500.000 nhá mọi người nhá. Mã số là 450. Toàn dạ hàng hot hàng hiếm. 500.000 mã 450 cho em. Con này màu đen dài. Đen dài sang. Đen siêu dài và sang. Ui. Em này các chị có cân nặng size 52 cân quay đầu rồi nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 650. Mã số em này là 514. Mã 450 cho là chị Nana Hachi Trần ạ. Mọi người ơi, có con này nó không phải là hàng một lớp lông cừu, nó chỉ là dạ miếng thôi nhá mọi người nhá. Size M cho em, hàng của Vesa. Giá rẻ này, bán nốt. Thử con này nó là
không phải là hàng, nó cũng là chất lông cừu ấy, nhưng mà nó không phải là hàng handmade, không tay. Size M cho em nhé mọi nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 250 này, mã là 539 nha em. 250 mã 539. Tí mộng mơ. Tí mộng mơ. Tím mộng mơ. Tím lịch, tím sim ạ. Em này các chị có cân nặng 50-57 cân nhá. 50-57 cân mặc đẹp cho em này. Nhẹ nhàng, rất tình cảm luôn ấy. Màu tím, chỉ chung. Em này em lấy 500 nhá, mã là 572. 500k mã 572 nha em. Đây, con này size bé nữa này. Mấy con màu hồng này thông thường ra toàn sẫy ghét thôi. Chúng ta làm được ạ. Không mặc có được luôn đấy. Quỳnh khác là được không? Có, còn một con dạng ngắn này thôi. Không có được này. Cô bỏ đi. Món hàng thật cả thế. Ui, chị ơi. Nói không phải nói, các chị về các chị quốc mặt cho trò chứ không phải nói lời nói là ngàn vàng, nhưng có phải là nói liên thiên được không? Em nên nói liên thiên ra các chị chửi đó, không phải chuyện đùa đâu. Không phải là khách cũ nhà em họ tin tưởng và theo em lâu như vậy đâu, vì sao họ có cái đặt niềm tin, bởi vì nói là đúng, không phải nói sai nói điêu. Mã 572 chắc là chị Dương Oanh ạ, chị cho em xin thêm địa chỉ với nhá. Em này các chị size 50-55 cân cho em nhá, chất đẹp lắm, sờ nó mềm nó êm một tí nó không dặn đâu. Cái con này này, em này 50-55 cân nhá, em này mức giá của nó là 550, mã số em này là 588 cho em nhá. 550 mã 588 nha. Và ngắn này, kéo khóa nhá, size 36 là size S không? Cái đấy không mặc vừa luôn ấy chị ạ. Bạn này có 4 mấy cân, 43, 45 cân. 588 chốt là chị Hồng Linh ạ. 45 cân mà bạn ấy mặc không được. Cái đấy không mặc được đâu, cái đấy chỉ chắc cái tay của tay siêu mignon thôi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 48 đến 52 cân nhá mọi nhá. 500 nhá mọi nhá, càng ngắn này, mã số là 557. 500k mã 557 cho em. Con hồng này bé, không mặc nổi. Không bé lắm, Quỳnh 45 cân còn cho vào không được cơ mà. 42 cân này. 42 cân cũng không được, bởi vì sao? Quỳnh là tay bé lắm rồi. 40 cân quay đầu. Không, con đấy á, phải dành cho kiểu tiểu yêu ấy. Tiểu yêu. Bé lắm, cái tay nó bé như thế. Đó, cái dạ đấy là chắc là chủ nhân họ không biết ấy. Họ đi giặt nước ấy, cái tay nó co vào. Giặt khô thôi. 55-60 cân mặc đẹp cho em nhé. Màu tím này. Đúng là sai kỹ thuật đấy. Sai tư thế. Sai tư thế. 42 cân không mặc được đâu. Em này các chị có cân nặng size 55-60 cân nhé. Màu tím này siêu đẹp luôn. Dán tiểu thư cho em nhé. 600 nhé mọi người nhé. Mã là 551. Sai tư thế mọi người. Đấy. Giặt không hẳn hoi. Co vào tay không mặc được luôn ấy. Bán về cho các bạn được thôi, nhưng mà các bạn không có cho tay vào được thì sao? Cái tay em nó thuộc dạng siêu nhỏ rồi. Như này con XS này thì mọi người lấy đi này. 40, 45, 46, 47, 48 cân này. Dưới 48 cân mà con này này. Ôi, tay em là thuộc dạng là suy dinh dưỡng rồi, không phải là em to lắm 60 cân chân tay của em nó bé tí. Dưới 48 cân mà đẹp cho em nhá. Mức giá này 500, mã số là 549. 500, mã 549 nha em. Không phải, nhà hàng ai cho vào, nhà hàng không cho tay vào, nhìn dáng đẹp là lấy thôi, bởi vì là đã giặt là đâu mà dám cho tay vào. Ôi màu xám lông chuột cho em này. Em này các chị có cân nặng dưới 50 cân nhé, 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhé, 45 50 cân. Mã 549 cho là chị Nguyễn Hiền ạ. 600 nhé, mã số là 445. 600k mã 445 cho em. Bác sai bệnh rồi Quỳnh. Lúc giặt là ấy, lúc trước khi khui hàng nhá, là chỉ có dơ lên đúng dáng đẹp, đúng kiểu đẹp là mình lấy thôi. Trời ơi, mày nghĩ gì, hàng chưa giặt mà. Đẹp chưa, xinh chưa. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53-57 cân mặc đẹp cho em nhá. Màu vàng mơ, chất có sò êm lắm. Đẹp lắm, sợ sướng cực kỳ luôn. 53-57 cân nhá mọi nhá. Mức giá này là 550 này. Mã số em này là 486. Sợ cái chất đấy là nó khác hẳn luôn đấy.
550 mã 486 cho em nhé. Con này không thấy mác đâu luôn. Đấy con mà không thấy mác thì bán rẻ luôn. Vét hồng cho em này. Đây, mọi người để lấy miếng hồng, hồng tím này. Nhưng hồng tím này không phải size S. Hồng tím này phải dành cho các chị size M. Em này các chị có cân nặng 48 cho 52 cân nhá mọi nhá. Vét nhá mọi nhá. 450, mã số em này là 417 này. 450, mã 417 cho em. Size S thôi nha. Có một con size XL, em cứ thấy tiếc con đấy vì sao không có ai vừa. Nó đẹp lắm. Kéo khóa cho em nhé mọi nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm 47 đến 52 cân nhá mọi nhá. 47 52 cân này. Gần hết rồi, bán nốt con này 500.000 nhá. Mã số là 564. 564. Cái này cũng vẫn tiếc con này vì sao nó là XL. Em nói thật đấy, quá tăng ba bạn đây vì cái chất nó rất là đẹp nên là tôi mới gọi là sao nhỉ? Các bạn không lấy tiếc bởi vì sao? Mỗi lần tỉ đi mua nó lại gấp 10 lần lên cái giá này thôi. Màu đẹp, dáng đẹp, mỗi tội là size to thôi. Em này 60 65 cân. 60 65 cân mặc đẹp cho em. Nhìn dáng sang lắm. Bớt cho các bạn 30.000 coi như free ship thôi, chứ còn không bớt được nhiều nói thật. Mã số em này 620 nhá. Mã số là 542. Coi như phí ship cho mọi người, bởi vì phí ship bên em 30.000 mà. Nó đẹp ý. Thật, các chị size L không thể nào lấy được con đẹp hơn con đấy luôn. Không thể nào lấy được con đẹp hơn con đấy luôn. Theo bạn này này đồng hồ cũng mất tiền. Mà năm mới em lại còn đai cho em này, sang chưa? Họa tiết làm vằn nhá mọi người nhá. Làm vằn này. Đó, em này là lông cừu nhá. Em này các chị size M cho em nhá. Mức giá em này là 600 nhá mọi người nhá. Mã số em này là 550. Có đai. Nguyễn Nhật đi bóc công ty luôn đi mẹ. Đi chị ơi. Cho kia được ạ. Chị là khách mới nhá. Đi bóc luôn. Đây này, con này em phải bảo nhân viên để riêng ra này. Nó là hàng Âu. Nó là hàng Âu các bà ơi. Hàng Âu các bà ơi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 trên 60 cân mà đẹp cho em này. Dài qua bụng chân luôn nhá. Cái này cao trên 1m6 là mà đẹp cho em. Dưới 60 cân cho em. Mức giá này là 600, mã số là 592, hàng authentic luôn á. Mã 592, mọi người không chốt thì em tiếc cho mọi người thôi, nhưng mà đi mua không có. 592 cho em. Em này hàng handmade size M nha em nhé. Handmade size M. Không, con này chỉ S thôi, M mặc chật nhé mọi người nhé. Con này chỉ dành cho những size nhỏ thôi này. 40-48 cân là mặc đẹp thôi này, không có kích nhé. 40-48 cân mặc đẹp cho em nhé mọi người nhá. Mức giá của em này là 600 nhá. Mã số là 584 cho em nhé. Mã 584. Đây có con này nó là dạng lông cừu nhưng mà nó không phải là hàng khâu tay. Cũng đẹp lắm. Cũng là lông cừu nhưng mà không phải hàng khâu tay cho em. Đấy, lông cừu nó 70% này mọi người nhìn không. Nhưng mà không phải hàng khâu tay, bán rẻ mọi người. Nó không tay ở phần viền cổ thôi. Đẹp vãi trưởng luôn. 60 đến 65 cân cho em nhá. 584 cho chị Xuyến Hoàng ạ. Em lấy mọi người 250 lốt này. Mã số là 554. Nó không viền tay, nó không tay ở phần cổ. Lông cừu luôn đấy. Đây, cầm cái áo nó. Nó gọi là chắc lực lên lưng luôn á. Chắc lịch. Cái áo nào ạ? À? Áo ghi á, thoải mái luôn ý. Bởi vì nó là form cho ôm. Mã 554 chắc là chị Ngọc Bích Lê thoải mái luôn chị ạ. Bởi vì nó là form cho ôm. Em này các chị có cân nặng tầm 45 đến 50 cân thôi này. Size S thôi nhá. Size S cho em 45 đến 50 cân nhá. Tay này.
Em này em lấy mọi người mức giá là 600 nhá. Mã số là 559. Chất liệu dạ của nó rất là chắc chắn luôn ấy. Chắc chắn dày đẹp luôn. 2S thôi này. Một cái móc treo này. Móc treo ở phần cổ. 40-48 cân con vest dạ đẹp luôn. 40-48 cân cho em nhé mọi nhá. 40-48 cân này size vest cho em nhá. Mức giá của em này là 600 nhá. Mã số em này là 560. 600k mã 560 cho em. Thôi chết mất rồi. Sao một con đỏ. Con đỏ này size to. Con đỏ này size to cho em nhé. Không to đâu. Con này chỉ dành cho các chị cả 50-55 cân thôi. Nó có đai đấy mọi người. Em không cho đai đâu. Dáng nó lỡ chùm mông này. 50-55 cân nhá. Mức giá này là 600. Chất liệu không phải bàn luôn đấy. Mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy đường chỉ của nó luôn. Em này 600.000 nhá. Size 55 con quay đầu. Mã là 565. 565 cho em. Đây một em lông cừu tiếp này. Em lông cừu tiếp này. Phần nó cũng không phải là, cũng là chất liệu lông cừu nhé mọi người nhá. Nhưng mà mã 565 cho là chị Ngọc Bích Lê. Nhưng à, mà nó là không phải là khâu tay nên giá nó sẽ mềm hơn. Con này là lông cừu. Em này các chị có cân nặng là chỉ size 47/52 cân mà đẹp thôi. Em mặc kích vai nhé. 47/52 cân thôi nhá mọi nhá. Mức giá này là 300, cũng là lông cừu luôn ạ. Mã số là 402. 300.000 ạ, 402 cho em. Con này là handmade này. Hàng handmade cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân thôi nhá. Có đai anh em không thắt đâu ạ. 50-55 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 550 này. Mã là 574. 550, mã 574 cho em. Xịn vô đối luôn. Con này cũng là lông cừu nhưng nó không phải khâu tay này mọi người nhé. Nó không phải khâu tay thì giá nó sẽ mềm hơn. Em, con này các chị có cân nặng 60-65 cân cho em. Lông cừu nhưng không phải khâu tay đâu ạ. Nó là hàng may. Chất liệu lông cừu cho em nhé. Em này lấy 250, mã số này là 423. 250, mã 423. Đấy, có một vài, bây giờ còn sót lại một vài con gọi là con lông cừu như nó là miếng bình thường thôi. Đoạn miếng thôi. Đây, con này 250 lốt nhá, size M, 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 mã là 548 cho em. Mã 423 cho chị Phạm Hồng ạ. 548 cho em này. Size S thôi nhá, ra dáng váy cho em. S thôi. Em này các chị có cân nặng 43 cho đến 48 cân là mặc đẹp cho em nhé. Có đai em không thắt à. 43 đến 48 cân nhá. Em này mức giá của nó là 500. Mã số em này là 518. Mã 548 chốt cho chị Hà Bùi ạ. 500, mã số là 518 cho em ấy. Size S tiếp này. Màu hồng nhẹ nhàng. Con này phải dành cho các chị có cân nặng 47 cho 53 cân. 47, 53 cân nhá. Màu hồng nhẹ nhàng thôi. 500.000, mã là 558. 500k, mã 558 cho em. Một lớp này. Có đính hạt đằng trước đó mọi người nhá. Em này các chị chỉ size dưới 52 cân thôi mọi người nhá. Chỗ này có đính hạt này. Một lớp lông cừu nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Dung rất thích cái đấy. 500.000, mã là 523. Chị cũng đọc ạ. Chị lướt qua là chị biết tin nhắn gì luôn. Mắt chị mắt cứ bọ. Nhìn thấy là cứ cười tủm tỉm thôi. Mã 558 cho là chị Đỗ Cúc ạ. Còn một em sẽ like khoảng 10 con nữa nhé. Mã 523 cho là chị Lan Nguyễn. Còn 10 con ấy em sẽ để đồng giá cho người 500.000. Gọi là những con cuối nhá. Chị nào chốt được thì chốt, không chốt được thì vẫn nghỉ. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân mặc đẹp cho em nhá. Những con
này là 500 nghìn là tôi gọi là vừa bán vừa tặng các bà thôi. Mã số em này là 512 cho em này. 512 cho em. Chứ là không có đâu. 512 cho em nhé. Tiếp theo là ngắn cho em này. Em này là mix với mấy con cổ bèo bèo cả đá đá xinh cực luôn. Em này là 53 đến 60 cân mà đẹp nhá. 500 nghìn, mã là 529. Cuối à. Xanh cổ vịt cho em này. Xanh cổ vịt này xanh nhỏ, kéo khóa cho em. Xinh lắm. Xanh cổ vịt này xanh nhỏ thôi. Em này các chị có cân nặng 47 đến 52 cân thôi. 47 52 cân nhá. Mức giá của em này là 500 nhá, mã là 557. 500 mã 557 cho em này. Di lê, con này rẻ hơn đúng không ạ? Em tưởng em di lê này hết rồi nhỉ. Vậy em mặc màu đen thôi, con này mà có một con váy tiểu thư mặc bên trong váy ren ý, khoác con này ra. Gọi là mỹ mãn cuộc đời luôn, size M cho em nhá. Em này các chị thoải mái dưới 55 cân mặc đẹp cho em ạ. Mức giá em này 450, mã số em này là 515. Nó là một lớp lông cừu trên mét đó, phông tay. Mã 515 có độ cầu vai luôn. 515 trên. Mã 529 cho là chị Mai Nguyên KT ạ. Ba con rồi đấy mọi người. Size M cho em nhé mọi nhá. Size M cho em này. Tay tay đây rất là đủ nhá. Size M cho em dưới 55 cân nhá. 500, mã số là 533. 500 mã 533 cho em. Bán 500. Chị Mai Nguyên đi vào công ty cho số. Bán 500 tiếc lắm. Thật sự luôn. Vì sao lô tối về lại không có. Lại rất lâu nữa mới có. 48 đến 55 cân mặc đẹp cho em nhá. Bomber cho em này. Em này bán 500 tiếc cực kỳ rồi. Mã số 632. Chất dạo của nó sợ em. Mọi người thử chốt con này xem. Mặc chạm trực tiếp vào tay cũng được. Nó rất là mềm luôn ý. Bình thường lông cừu nó sẽ hơi dặm dặm một chút, nhưng con này rất là mềm luôn. Xử lý rất tinh tế luôn. À, có một con dạ, bà nào hỏi con dạ bị lỗi nhỉ, màu vàng nhỉ. Đằng váy cho em nhé mọi người nhé. Váy. Váy đỏ cho em này, váy đỏ size M thôi. Váy đỏ size M cho em nhé, dáng của nó dáng chữ A như này nè mọi người này. Dáng chữ A này này, mặc lên xinh lắm, cái vai nó rất là vừa luôn, bên dưới nó như là một cái váy mọi người. Đã 5 bạn. Mã 632 chốt là chị Lê Thị Gấm ạ. 50-55 cân nhá, em này bán 500 tiếc luôn. Vì nó như một cái váy luôn, váy chữ A ấy. Cái này bác bà bụng to phải thích chứ nhỉ. Mã số là 561. Mọi người phải biết đâu nhược điểm cơ thể mình. Chốt chứ. 561 cho em. Bà nào vừa hỏi con lỗi này à. Lót 1-2 con nữa sẽ lên nhé. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53-57 cân mặc đẹp cho em nhé. 53-57 cân cho em này. 500 nhé. Mã số em này là 455. Ôi Uniqlo cứ chốt rồi mà nhỉ. Có đai cho em nhé. Uniqlo lông cừu cho em này. Má của đánh xe nhỏ xe. Đấy. Lông cừu cho em nhé. Con vàng này xe gì đấy chị? Con vàng cái size 53-57 cân phải size M lớn hoặc L nhỏ nhá mọi người nhá. Có đai cho em. Chị Hà Bùi ơi, size M lớn đấy chị. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 52 cân mặc em này đẹp cho em nhá. Hàng của Uniqlo 47 đến 52 cân mặc đẹp cho em này. 500.000 con này vừa tiếc. Mã số là 598. À mã 398 cho em nhá. 398 cho em. Mốt con này nữa. Chất. Em ơi. Chất nó mềm. Nó rất là mềm. Chất nó rất là mềm. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50-55 cân nhé. Chất nó đẹp lắm. Mọi người sờ vào con này à. Mông em bé thua xa. Mông em bé còn có mụn ấy. Đây không có mụn đâu. 50-55 cân nhé. 500 ạ. Mã số là 486. Đây. Vốc con này là nghỉ nhá. Con này nó bị lỗi ở phần bên vạt. 100% lông cừu luôn, màu vàng rất xinh. Con này về mọi người theo. Theo hoa vào là được. Mua cái theo ấy. Theo vào là ok. Mua cái theo chắc chỉ tầm 50. Làm một cái áo rất đẹp luôn.
Em này các chị có cân nặng size M nhỏ cho em nhé, 48 đến 52 không? Dưới 52 cân ạ. Thực ra 45 cân mà con này rất đẹp luôn, dưới 52 cân cho em nhé. Để em xem nhân cho em ra bao tiền con. Ít nhất phải thu hồi vốn chứ, đúng không? Cái đai tay của nó rất xinh luôn này. Thì sao nhập những con này lỗ, lỗi một con là chết một con, vứt đi một con là chết một con. Mà đẹp này. Em này em để lấy một người 190 nhá. Cả giật là chị lấy cho giúp em mã số là 456, như thế là em đã lỗ gần như 50% rồi đấy mọi người. 456 cho em, còn là mỗi người chịu một nửa. Gần như là lỗ 50% rồi đấy. Thôi em nghỉ nhá. Cảm ơn mọi người xem like. Hẹn gặp lại mọi người vào mã 456 cho chị Thu Bùi. Gần như con đấy là em lỗ một nửa luôn. Gọi là lấy lại một tí ti. Con trên móc nào? Đây á. Con trên móc này nó cũng là hàng dành cho các cô nên em không muốn bán. Chị có 190 đúng không? Ừ. 400. Chứ mà. Là 400 mà các chị tắt vào mặt cho. Con này cũng là một lớp cho em nhưng của các cô cho em này. Bán lốt cho mọi người nhá. Nhưng mà cũng phải lấy vốn về. Em này dành cho chị có cân nặng 52 cân quay đầu nhá. Bộ khuy của nó là đá. Bộ khuy của nó là đá nhá mọi người nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em, dáng ngắn cho em này. Hàng 2 mét nhá. Không. Con này phải tầm các chị có cân nặng 52 cân luôn. 52 cân quay đầu nhá. Em lấy mọi người mức giá em này. Mức giá 400.000 nhá. Gọi là thu gốc, mã số là 399. Đi ba. Hết rồi đâu nữa. Kiếp cơ bà kêu như là kiểu hàng người ta nhiều lắm ý. Cái hàng 1,5 triệu mới nhiều. Hàng này mới lâu ra. Em này các chị có cân nặng 47 cho 52 cân. 400.000 lốt nhá. Mã số là 427. Lên con đấy là màu con hàng con BSK còn không em? Em mã 399 chốt cho chị Duyên Lê ạ. Con BSK con đấy là màu lông chuột chị ạ. Con BSK hàng áo em thích đấy là màu lông chuột. Tìm với chị đi. Mã 427 cho ra chị Hương Trịnh ạ. Con đấy bán 500.000 em tiếc lắm. Bởi vì sao? Một phát là giá của nó 4 năm củ luôn. Đậm nhạt đậm. Con dài thượt luôn ấy. Đậm. Đấy con đấy. Con này đúng không chị? Con này đúng không? Mọi người về xuất giá thử xem. Thôi đi. Tôi biết ngay mà vàng với hiền mà. Ngày nào vàng vào hỏi dạng một lớp này vàng có chốt được con nào không? Không đúng không? Có một con này. Khổ thân quá đi. Đây này, con này dưới 60 cân mà đẹp, nó là hàng authentic mà. Em bảo em bán 500 em tiếc lắm. Chẳng muốn bán luôn, để mình mặc cũng được. Vì sao mình cũng phải đi mua rồi mà. Thôi người cũng phải mua quần áo chứ. 500 nhá, mã số em này là giá được 650.000 luôn á. Mã số em này là 592 cho em. 592. 500 là 592. Hả? Hai cái rồi à? Còn không lên mua nữa. Chỉ còn mấy con mọi người không chốt rồi. Em không muốn like lại ấy. Dạ. Mã 592 cho là chị Hương Trịnh ạ. Cái này có con da lộn cổ lót lông nhỉ, bị bom nhỉ. Đấy đây sale cho các chị luôn mấy con da lộn đấy. Đây. Ừ. Có một con da lộn này bị bom này. Cổ lót lông nghe này. Ai xả. Xả bao nhiêu để tìm luôn. Con này bị bom về này. Đẹp chưa? Mắc cái này, chỗ này tay phối lông nha nhé, đằng sau này. Em này nó là lông cừu. À gì nhỉ? Da lộn phối lông. Da lộn phối lông, xin lỗi mọi người. Da lộn phối lông nha em nhé. Em này 47 cho 52 cân mặc đẹp cho em. Mức giá này của nó là 400.000 đấy mọi người ơi. 400.000 và chị này bom này của em này. Em lấy mọi người mức giá là 250.000 bán tặng các chị. Mã số là 138. Đâu? Đấy con đấy gì nữa? Trong góc kia là cái gì đấy Quỳnh? 530 chốt chưa?
Đây, mang mang kéo kê lên cho chị. Được mãi nào với em chụp ảnh chị ơi. Hết yếm rồi chị Thu Hòa ơi. Chị Lê thì cầm chú ý inbox của bên em nhá. Đây còn một con dài con đấy này. 530 là con nào? 138. 530 chị ấy chốt luôn mà. Chốt rồi, chốt lâu. Chị chốt thì mai các bạn chụp ảnh lại nhá. Nó 138 chốt là chị Huệ Mai ạ. Cái này 52 con quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Chị Huệ Mai inbox thông tin luôn đi ạ. 500 mã số là 445. Có một con cổ tròn màu xanh cổ vịt đấy. Mã 445. 500. Có một con cổ tròn màu xanh cổ vịt thôi. Đây con này. Mã 445 chốt cho chị Linh Vũ ạ. Đây, em này 52 53 con quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 500. Mã số em này thôi lấy 450.000 đi. Sân si làm gì? Mã số là 582. Nghỉ đi. Cảm ơn mọi người đã xem like nhá. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào chiều và tối ngày mai. Chiều và tối ngày mai nhá. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Cho mình đặt mã 138. 138 cho chị rồi đấy ạ. Con vàng ấy đẹp nhỉ, cái con vàng sale 190 ý. Chị vẫn tiếc. Hả? Con cuối là mã bao nhiêu? 582. 582 con cuối nhá, chị áo chốt lót đi cho nó theo đàn nghe. Cảm ơn mọi người. Bao nhiêu? 52 cân mặc được. Không, không. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người sau nha.